Muốn độ được người thăng qua cái việc tu của mình là phải làm sao buông tình chấp người thăng và tu thì độ được người thăng. Mà tu mà chấp người thăng là không độ được người thăng. Tại vì chấp thì danh hiệu chứ không phải chấp người thăng. Mình chấp người thăng mà mình tu không có độ được người thăng. Tại vì họ nói rằng là mình tu mình khổ quá, mình chấp họ, đeo theo họ hoài, nên họ không cần mình gì, bắt cần mình thì đeo theo họ hoài, họ đâu có cần mình. Bây giờ mình buông cái tình chấp họ mà mình chấp ai với đạo Phật, nên tâm mình an lạc. Tâm mình khi vui thì tiêu cái nghiệp giữa mình với người thăng. Mà nghiệp đã tiêu thì mới độ được họ. Hiểu chưa? Nên tại sao có những người mình đi tu nhiều chục năm mà mình không có độ được người thăng? Là vì mình dính mắc người thăng. Bây giờ mình xem là đối với người thăng, mình với người ta, mình thương người thăng, mình còn ơn cái gì nữa. Đối với con mình đội trên đầu, dù nó hư cỡ nào mình cũng đội trên đầu. Nên mình đâu có độ được con mình. Đâu có độ được con mình. Thì biết gì sao mà tôn giả Mục Kiền Liên mà không độ được mẹ không? Đó là thị hiện đó. Ngài là bậc A-la-hán, bậc viên giác. Mà tại sao Ngài xuống dưới địa ngục thấy mẹ Ngài, Ngài đem một nắm cơm cho mẹ dùng. Rồi mẹ của Ngài là cái tâm tham nổi lên, là sợ ma quỷ lấy cơm của bà. Cái tâm tham đó đó, mà bà lấy tay bà che cơm lại, bà ăn một mình. Cái tâm tham, tham là quỷ, mà bà lại còn tham, xuống đó làm quỷ rồi bà vẫn còn tham. Bà tham nặng. Tôn giả Mục Kiền Liên quá thương mẹ, đem cơm cho mẹ. Tâm từ bi đem cơm cho mẹ. Nhìn thấy cái cảnh ngộ mẹ ăn cơm không được, vừa để cơm vô miệng thì lửa cháy lên phừng phừng. Mẹ đau đớn khóc la rên rỉ. Cái tâm của Ngài, mẹ con, Ngài động tâm liền. Vừa động tâm thì không có độ được mẹ. Chứ Ngài là bậc A-la-hán, bậc viên giác mà, gần bậc Bồ-Tát rồi còn cái gì nữa mà sao không độ được mẹ. Nhưng mà động tâm khi nhìn cảnh tình của mẹ, đó là nhắc nhở chúng ta đó quý vị. Trong cái cõi đời này muốn độ người thân mà ái người thân, dính người thân sao độ người thân. Bản thân mình ái nhiễm nặng này mình còn không giảng sanh, chứ đừng có nói chi mà mình đi dùng ái nhiễm để độ người ta. Nên mình muốn độ được người thân, thắng bằng quyết thuộc. Mình muốn độ được mọi người là bản thân mình phải nhìn thấu, buông họ được, mới độ họ được. Buông cái tình chấp á, buông cái tình chấp á. Còn cái việc mà hình thức lo lắng thì phải làm, trách nhiệm phải làm. Trách nhiệm thì phải làm. Giống như cái nhà mình sơn phết nó, nhưng mà cái tình chấp mình không có chấp cái nhà. Mà vì cái nhà thì mình phải sơn phết, mình phải dọn dẹp. Nhưng tình chấp cái nhà mình không có chấp. Ví dụ như mình có cái nhà mình dọn dẹp nó, nhưng mà để cho người ta dùng là mình mừng. Người ta dùng được cái nhà là mình mừng dữ lắm. Như vậy gọi là buông tình chấp của cái nhà. Còn nếu như mình có cái nhà mà mình chấp cái nhà, mình không cho ai ở, ai đến ở mình ghét lắm. Vậy là chấp cái nhà. Mà chấp cái nhà thì sao giải thoát. Mở rộng ra nghe, mở rộng ra đó. Nhớ mỗi một người nghe nên mở rộng ra đó. Nhớ kỹ đó nha. Giống như cái nhà của mình mà kêu mình không giữ. Không giữ thì sao coi đúng. Nó không đúng. Nhà của mình phải giữ. Nhưng giữ, nhưng một ngày nào nó không còn duyên với mình nữa thì buông. Đó, rất rõ ràng đúng không? Vì ngày nào là ngày nó không còn bên mình nữa, là ngày một là nó sập, hai là mình chết. Nó sập là mình phải buông. Sao mà dính nó để nặng nề được? Còn mình chết là phải buông. Như vậy thì mình mới chọn cái đường của mình đi. Còn lúc sống thì phải giữ, phải lo. Nhưng mà khi không còn duyên nữa thì phải buông. Và khi mình gần chết là điểm nhớ của mình là điểm nào? Chọn đi. Điểm nhớ là điểm nào? Điểm nhớ là điểm nào? Nên mình cần gây dựng lúc mình còn sống là điểm nhớ để đi về cảnh giới của Phật là điểm nào? Cho nên quý vị không nghe ba bậc này thấy ngon nè. Bậc này thấp nữa nè. Nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật vô lượng thọ quang, niệm danh hiệu Ngài dù chỉ 10 niệm, nguyện sanh nước kia, đến khi nghe được diệu pháp thâm sâu liền sanh tinh hiểu, cho đến một niệm tâm nghĩ nhớ đến Đức Phật Di Đà, thì những người này khi sắp lâm chung như là trong mộng thấy Phật Di Đà, quyết định vãng sanh, được bắt thối chuyển cho đến quả Phật. Chắc chắn rằng cái bậc này quý vị,
Nghe pháp đại thừa là một con người này chắc là bệnh hoạn yếu ớt dữ lắm, mà họ nghe người ta giảng pháp đại thừa là pháp môn tịnh độ, là pháp đại thừa, đúng không? Nên từ 1 niệm tới 10 niệm nè, là người này là chắc là còn yếu hơn nhà nghèo kia nữa, là bệnh gần chết luôn rồi đó. Là nghe được cái, nghe nói pháp môn tịnh độ, thế giới cực lạc tốt đẹp, vừa nghe cái tin liền, tin liền, còn bắt đầu niệm danh hiệu Phật liền. Nên lúc vừa nghe mà tin, mà vừa tin mà niệm, niệm xong chết liền, giảng sanh. Thù thắng chưa? Đó, giống như người này bị ung thư, sida, bệnh tùm lum. Bệnh tùm lum, quá trời nhiều bệnh luôn. Bác sĩ chỉ bó tay, không thuốc men gì được. Đem lại bác sĩ nói, đem gì đi, thèm gì ăn đi. Bác sĩ ơi nói gì đó, chạy rồi bác sĩ nói, thèm gì thì cho ăn đi nghe. Không bao lâu nữa, đúng không? Về buồn quá, quá buồn, gần chết rồi. Mà không có cái đường gì đi thì buồn. Mà cái người thường gần chết mà không có đường gì chứ là họ buồn, họ khổ dữ lắm quý vị. Họ rất là buồn khổ. Thì lúc đó tự nhiên xuất hiện một người trong số lượng quý vị, đến thọ thẻ nói cho họ nghe. Này thí chủ. Thôi giờ không nói, nó vô thí chủ. Này én. Én nghe lời tôi, niệm Phật đi én. Thế giới cực lạc đặc biệt lắm, Phật A Di Đà phát nguyện, chúng sanh nào dù gần chết nhưng chịu niệm Phật muốn sanh về cực lạc thì Phật sẽ rước én về cực lạc. Mình ở đây mang thân đau bệnh tha thân khổ tùm lum chuyện hết, nhưng về cực lạc không còn khổ đau nữa én. À, nói sao không biết mà tao thích thôi à. Tao thích người ta nghe, rồi người ta niệm Phật, rồi người ta muốn sanh cực lạc. Vừa nghe như vậy rồi thì mình diễn tả cái thế giới cực lạc thù thắng sao sao. Quá thù thắng lên cho họ nghe. Họ vừa nghe xong họ hỏi mình, như vậy thì muốn về cực lạc phải làm sao? Thì mình nói rằng én chỉ cần niệm Phật là được về én à. Thấy chưa? Đó. Nó bắt đầu là nó à, vậy thì cứ niệm Phật đi. Vừa niệm xong chiều chết. Cái niệm cuối cùng của họ là A-di-đà là Phật tiếp dẫn. Đó, một, là cái người đó là cái lúc cuối cùng luôn rồi đó quý vị. Là hạng người đó cũng được dẫn sanh. Nhưng quý vị phải nhớ rằng là tất cả thiện duyên của họ đã hội tụ khi được nhắc nhở. Thiện duyên được hội tụ khi đã nhắc nhở, có nghĩa là Phật nêu lên tất cả các bậc này đều có thể được giảng sanh hết, đều được giảng sanh hết, từ bậc thượng trung hạ và kém nhất luôn cũng được giảng sanh. Chỉ cần niệm được danh hiệu A Di Đà Phật thì Phật tiếp dẫn. Vậy thì quý vị coi, nếu như mỗi một con người chúng ta tu pháp nào mà mình cũng cứ niệm Phật, mình cứ tín nguyện niệm Phật thì quý vị đều có cơ hội hết. Tại vì sao? Nếu lỡ cuối cùng cuộc đời mình trì chú không được, mình vào thiền định không được, thì mình quay lại mình niệm Phật. Mình còn cái pháp niệm Phật để giúp mình thì mình quay lại mình niệm Phật liền. Nếu như bây giờ cuối cuộc đời mình trì chú không được, nhập định không được, không lẽ mình đơ? Nên mình phải còn cái pháp niệm Phật. Không mà mình nói lên câu này, có những người ta nghe người ta cũng để ý đó. Để ý nghe ông thầy này nói gì, mình thử mình cũng niệm Phật. Nếu là cặn thương nghiệp cuộc đời mình bệnh đau mà mình thấy mình không vô nổi, miệng bây giờ lắp bắp gì chú không được, tụng kinh không được, đừng nói ngồi thiền định, không có cửa đó đâu. Vì cuối cùng những thứ này không được, thôi mình nhớ lại lời của ông thầy đó, ông nói bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm kiểu đó là chắc chắn vãng sanh luôn, tại vì cái tâm niệm nó cảm động quá, nghe cảm động quá, biết không? Thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà niệm kiểu này mà người mà không biết tu, quý vị không biết tu mà mình ngồi gần nhà nó mình niệm mất đêm, không dám đi tiểu luôn. Sao mà nửa đêm mà nghe cái tiếng gì niệm thấy ghê quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng nó kể sụp
cái tối tao nghe vậy đâu mà kể nhà tao ma ghen đi ghê. Hỏi ma ghen sao, nó ghen nghe tao nghe kỹ rõ ràng luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông mà thì quý vị gần như có nhiều người ngoài đời họ nghe tiếng niệm Phật họ sợ dữ lắm quý vị không, sợ dữ lắm. Mà quý vị, cái người mà nghe danh hiệu Phật mà sợ đó, là cái người này Phật nói trong kinh là cái người này trong tam đồ ác đạo mới lên. Họ nghe câu Phật hiệu mà họ ngủ không được là họ thiếu thiện duyên quý vị. Nhớ mình mà nghe câu Phật hiệu mình ngủ ngon lành là cũng số 1 rồi đó. Nên có nhiều cô nói tờ thầy ơi thầy, con ngủ ghê. Bình thường nghe nhạc thì không có ngủ, mà nghe niệm Phật thì ngủ quá trời. Những đức nó tốt, chúc mừng cô. Nghe niệm Phật mà vẫn ngủ được là cô cũng có thiện căn dày lắm á. Quý vị nhớ nghe ngày xưa tụng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật, quý vị nhớ nè, chúng ta đã từng có những công đoạn này. Là khi mình niệm Phật và mình tụng kinh Vô Lượng Thọ, lông tóc dựng đứng có không? Có mà. Chúng ta đều có những thời gian này hết luôn. Lúc ban đầu, nhất là ai tụng mùi mùi, mình nghe một cái là trời ơi, lông tóc dựng đứng. Thì biết rằng có những người mà ta sợ ma cũng lông tóc dựng đứng. Mình, họ có thiện duyên, mình nửa đi mình ngồi kế bên nhà họ. Mình cầm cái mỏ, mình gói về nhẹ thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Nghe kiểu đó rồi nó cũng lông tóc dựng đứng đó quý vị. Nghe ứng quá quý vị. Nghe mà rồi từng nửa đi mà tôi ngồi kế bên nhà mà Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nghe kiểu đó cũng sợ lắm mấy vị, không giỡn đâu nghe. Đúng không? Nó cái tiếng đó mà ví dụ mình niệm cái tiếng gì đi mà kêu để vô cái máy mà kêu mình bắt mình cũng dám bắt. Mình bắt mình ngồi gần ai nói thôi bà tắt giùm tôi ớn quá cái tiếng gì đâu. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật thì nó ở kệ đi, nhẹ nhàng. Không có gì, chứ mình mà kiếm mà Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nghe mà bà tắt cái lưng nghe đó. Sợ thế ghê, đúng không? Nó nên bị biết. Tại sao mà có một vị thượng tọa mà ngài niệm Phật lên mà cái tiếng niệm Phật của ngài là bắt lên là cái nơi đó là thường là nhà người ta có người mắc. Thượng tọa Chí Thoát á, tiếng ngài niệm là lúc nào cũng vậy, nên ngài độ cũng nhiều chúng sanh. Tại vì sao? Vì người ta thích bắt cái điệu đó. Hồi xưa mà chưa có cái điệu của những đức là toàn là cái máy đó không đó, máy đỏ đỏ quý vị. Để niệm quá trời niệm luôn, đúng không? Mùi lắm, ngài niệm rất là mùi. Mùi còn hơn mình nữa. Mình là cái dạng kéo đừng cò, nghe ớn đó. Còn ngài là nghe cái tiếng hay, hay nhưng mà mùi, đúng không? Nó, nên từ nơi đó mà cái tiếng niệm Phật nó đừng có mùi quá. Mùi quá người ta cũng sợ đó quý vị. Thấy không? Đó, quý vị nhớ cái điệu lễ bốn chữ của những đức nghe, cái điệu đó nó miều mùi lắm quý vị. Mà quý vị lễ theo quý vị cảm động lắm quý vị đâu. Cái điệu đó là nó nguyên văn, nó không có cắt xén gì luôn á. Cái điệu bốn chữ á, không biết sao ngộ ghê á. Cái điệu là Phật sắp xếp đó, là quý vị biết rằng Như Đức lễ một phát một đúng 45 phút luôn. Mà Như Đức cũng không có biết sao mà Như Đức lễ 45 phút luôn đó. Đúng 45 phút lễ xong đúng 45 phút, không có cắt xén gì, nó thành hình ra một cái phương pháp tu 45 phút luôn. Đây là 100% luôn. Như Đức không có biết cái thời khóa 45 phút, nhưng mà tự nhiên Như Đức lễ ra thành 45 phút. Rồi từ đó về sau Như Đức tu, rồi Như Đức mới nghĩ ố thì ra là thời khóa 45 phút là nó rất là hợp, nó rất là vừa sức luôn. Thì Như Đức nghĩ rằng cái việc làm mình Phật sắp xếp à. Nhớ nghe, sau này tất cả cái thời khóa toàn là cắt xén không đó. Là Như Đức không có lễ 45 phút mà là lễ có mấy câu, rồi Như Đức vang rộng ra,
nó thành cái thời khóa tu 45 phút. Nhưng cái điệu lễ 4 chữ đó là tự nhiên những đức lễ thành 45 phút mà những đức cũng không biết luôn. Lễ đúng là 45 phút những đức nghỉ. Vậy đó. Lạ ghê luôn. Này là những đức càng suy nghĩ, những đức nói đúng là mình làm việc Phật pháp. Mới như tối những đức nói với thấy không? Mình làm việc thiện có người thiện đi theo y. Mình làm việc ác cũng có người ác theo y, đúng không? Cái bị đi chùa bị cũng dẫn cả đống người đi chùa, đúng không? Nhưng mà bị kéo đi quấn lộn, cũng kéo y đi theo quấn lộn. Thôi bây giờ thôi, chúng ta biết tu rồi, mình kéo đi chùa đi quý vị. Kéo đi tu đi. Hay mà. Không mà mình thấy nha quý vị, học Phật nó rất là phong phú chứ nó đâu phải là nó xa vời gì đâu quý vị. Chính bản thân những đức năm 29 tuổi gặp Phật pháp tới bây giờ, những đức thấy Phật pháp hay quá trời luôn. Bây giờ quý vị coi những đức là một con người cái thứ gì cũng thiếu thốn mà khổ. Nhưng mà từ khi những đức học Phật tới giờ, những đức cái gì cũng thấy đủ. Ngon rồi còn gì. Như vậy thôi là mình thấy học Phật là quá hay rồi còn gì quý vị. Bây giờ những đức nói cho tất cả những người ngồi nghe ở đây hay khắp nơi nơi được nghe nè. Những đức nói quý vị biết học Phật thay đổi số mệnh cuộc đời đó. Và thay đổi luôn cái tâm bất hiếu luôn đó. Sao không học Phật? À. Quý vị biết rằng nghe sau này những đức chia sẻ Phật pháp cái mặt vẫn còn kênh kênh. Ngày xưa nó kênh còn ác đạn, ngày xưa chưa đi tu. Còn kênh ác mà cái mỏ nhọn quét. Mà quý vị biết những đứa có một cái bệnh, khi những đứa coi cái gì là những đứa ưa niễn lắm. Những đứa có cái bệnh sinh ra đời là chuyên gia, coi cái gì cũng niễn hết chứ nha. Không chịu nhìn gì đâu. Không có nhìn gì. Ví dụ như cô gì, những đứa nhìn cô là gì nè. Nó kỳ cục người ta gì thì nhìn gì đi, không chịu đâu nó nhìn gì nè. Mà đã là cái mỏ nhọn sẵn rồi, nhìn gì nó làm nè. Chú mỏ ra kỳ cục ghê quý vị. Vậy mà tu từ từ bỏ cái tật niễn luôn. Bỏ tật niễn luôn. Hồi xưa quý vị nhớ những đức mới nói chuyện Phật pháp cái đầu công công đúng không? Nhưng mà giờ càng ngày càng đỡ tối đa luôn mà. Công công nữa đâu. Ngày xưa lên niệm bổn sư là ưa lên niệm là ưa gì nè. Nè mê mơ bờ. Cái đầu công quẹo kỳ cục lắm. Hiểu không? Mà giờ từ từ cái đầu ngay lại đó thấy chưa? Không tu từ từ nó thay đổi hình tướng quý vị ơi. Câu Phật hiệu là nó điều chỉnh nghiệp duyên. Hay ghê, công nhận thiệt. Mà quý vị thấy những đức bây giờ đỡ hô tối đa đúng không? Hết hô. Hết hô luôn không? Còn không? Đâu, hết luôn quý vị thấy không? Nó rõ ràng. Mà có nhiều người ta nói bây giờ lỗ mũi như đức nó cao ngày xưa. Tu dứt từ lỗ mũi cao ra ngộ ghê trận. Thấy không? Quý vị nhớ nghe. Quý vị nhớ nghe. Nhớ nghe. Thịt da của một con người chưa tu cứng ngắc, dai nhắc, giống như heo già. Khi chưa tu nghe quý vị, chính bản thân nhà đức thấy nè, năm 29 tuổi da thịt cứng ngắc dai nhất, nhưng mà bây giờ 42 tuổi thịt da mềm sùng. Ngộ ghê không? Đây là rõ ràng cơ thể mình biết nè, nó thay đổi rất nhiều luôn trong cái tố chất cơ thể mình luôn. Thì ra là câu Phật hiệu này nó làm cho tế bào tốt quý vị, nó làm cho tế bào mình tốt lại. Nên tại sao người ung thư bác sĩ chạy mà niệm Phật hết ung thư? Vì nó tốt tế bào lại mà. Ông Giang Bổn Thắng người Nhật Bản, ông thí nghiệm nước quý vị. Ông nói rằng là ông viết những cái tên của những bậc mà giáo chủ của các tôn giáo lên thì nước kết tinh rất đẹp. Nhưng mà trong đó danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là kết tinh đẹp nhất. Hiểu chưa? Mà ông nói rằng cơ thể của chúng ta là nó 7% nó là nước, 30% là thịt xương, da. Vậy thì con người mình chỉ cần nóng lên cái, quý vị thấy để ý, mình mà nóng lên cái mặt mình sạm đen, đúng không? Vì nước mình nó chuyển màu xấu, kết tinh xấu, nên nó sạm đen à. Nhưng khi mình vui, mặt mình nó hồng lắm. Như, giống như những đức ngồi thuyết pháp, mặt những đức rất là hồng lên. Nó hồng lên nghe. Tại vì cái tâm trạng nó vui quý vị, nó an lạc. Nhưng mà khi mình chửi người là con mắt mình nó giống nó lòi ra quý vị.
không, những đức để ý rõ ràng, những đức thử nghe, những đức thử mà, những đức nhìn vô gương, những đức chửi người bằng một cái tâm trạng là người đó những đức phải chửi, cái cảm giác cái những đức là tao phải chửi mày, tao phải hận mày, tao ghét mày, rồi mình xỉ vô cái mắt kiến, mình coi cái mặt mình sao, con mắt nó lòi ra quý vị ơi, con mắt nó lòi ra và cái miệng nó nhọn quét luôn, rồi tự nhiên hai cái má nó hút vô, mỏ chu ra, con mắt nó lòi ra, mà tự nhiên mặt nó xám lên hết, ghê thiệt. Thì ra là nóng giận chúng độc làm người xấu đi và bệnh, ghê không quý vị? Nhớ cái câu này nghe, người ta làm sai nhân quả người ta chịu, bản thân chúng ta tha thứ là tốt nhất, hiểu quý vị? Bây giờ bản thân mình không, chưa có làm được liền, nhưng mà mình phải nhớ cái câu này để cả đời mình gây dựng. Những đức tin chắc cả đời chúng ta gây dựng, chúng ta sẽ làm được. Không có cái gì mà lặn mà làm được đâu, chúng ta phải kiên trì là chúng ta sẽ làm được, đúng không? Một tấm gương của mình nó bụi bặm, nó đóng á, 1.000, 2.000 năm, 10.000 năm, vạn năm, bây giờ kêu lao một lần mà để tấm gương này sạch liền, không có đâu. Chúng ta phải kiên nhẫn lao mỗi ngày, lao mỗi ngày, lao mỗi ngày, lao từ từ nó bóng, đúng không? Mà lao bằng câu gì? Hay gì đâu Phật, niệm Phật là đang lao tấm gương của mình bóng đó nghe. Nhờ niệm Phật là đang lao tấm gương của mình bóng đó nghe. Bây giờ đơn giản thôi, các cô ngồi đây bây giờ máy quay phim, mấy chú gà thử coi, mấy chú gà máy quay phim xuống này nè, nhìn nè, gương mặt ai cũng sáng, mấy biết gì sao? Hồi nãy giờ nó lao bụi bặm trong tâm mình nhiều lắm, mấy vị cảm thấy bị an tâm không? Những đức nói cho vị nghe nghe, thuyết pháp á, nó chuyển tâm còn hơn niệm Phật nữa, hơn đó. Vì sao biết không? Vì nó giúp cho vị sanh tâm hiểu biết để niệm Phật. Còn có những người niệm Phật không mà nó lại không thoải mái bằng mấy vị thuyết pháp nghe đó. Tại vì sao? Nhớ nè, cái công đức của niệm Phật không thể nghĩ bàn, không so sánh được đâu. Nhưng mà do mình không hiểu nên mình niệm đâu có kết quả. Nên cần hiểu rồi mới niệm Phật, thì cái kết quả của niệm Phật rất là lớn. Cho quý vị biết, nhà quý vị mà nghe pháp mỗi ngày mà thông tâm đó, hương linh cũng không nhập được người trong nhà quý vị nữa. Không có nhập được. Hiểu sao nhập? Bây giờ quý vị coi cả một đại chúng này đông người gì mà có hương linh nào nhập không? Vì sao người ta nghe pháp ai mà giáp? Mà khi mà nghe pháp đúng như vậy, có thằng hộ pháp hộ trì cái buổi thuyết pháp. Nhớ nghe. Giờ nhìn đứa đang ngồi với hộ pháp đây, bây giờ đụng thử đi. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó vòng vòng nên không có. Còn nếu như cái người thuyết pháp này mà đưa lên cái chuyện hương linh nhập là nhập đó, đây người ta đâu có chấp nhận cái điều này. Vì cái mình biết có hương linh, nhưng mà mình không có thể nào, con người sống chúng ta không thể nào làm cái chuyện đó được. Chứ hương linh thì cứ tu. Ví dụ như trong đây cũng có những người mang nghiệp phá thai, người ta đi theo đến đây, nhưng mà phải tu đi. Quan gia nên giải không nên kết, thôi đòi nợ hoài chi quý vị. Những đức nói thật với quý vị một câu 100% luôn, đời những đức từ bây giờ nghe quý vị, những đức sẽ xóa tan tất cả những quán hận, không có quán hận ai nữa, chứ không có quán hận nữa. Từ đây tới ngày mình chết không có quán hận nữa, không có quán hận, tuyệt đối họ sẽ làm được việc này, không có quán hận nữa. Bây giờ quý vị nghe gì rồi là giống như quý vị ngồi nghe rồi đó, mà sau này những đức nói những đức quán hận ai là quý vị nhắc giùm, nhắc giùm, đúng không? Vì nói vậy nè, thầy mùng 9 tháng 4 ngay chánh điện Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm thầy đã nói câu gì, đúng không? Quên đi chết, nói rồi mà quên đi chết, đúng không? Sửa liền. Chúng ta phải được nhắc nhau. Bây giờ những đức nhắc quý vị quá trời luôn, quý vị không nhắc những đức là quý vị có lỗi.
Hiểu chưa? Có lỗi. Đúng không? Thí dụ như bây giờ ông thầy ông hướng dẫn mình niệm Phật, mà cuối cuộc đời của ông gì, cái nghiệp duyên gì, ông không niệm Phật, không niệm Phật được. Vì mình lỡ mình nhắc ông được không? Được. Ghiên những đức lại vì cái lỡ nhắc. Cứ lỡ nhắc, thầy ơi thầy, cả đời phiên người ta niệm Phật, bây giờ sao thầy không niệm Phật đi? Sao thầy nằm thế thảm như cái thầy? Nằm, mình nằm đó mình cứ hiểu không? Nói thầy ơi niệm đi, sao môi giật giật mà không niệm? Hiểu không? Lỡ nhắc liền. Thôi con niệm Phật với thầy nghe, chúng con niệm Phật với thầy nghe thầy, thầy niệm theo nghe thầy. À, nhắc liền. Ai cũng có cái nghiệp chướng, mình không nhắc là không được. Phải nhắc nhau, phải giúp nhau. Giúp là tốt. Cảm ơn quý vị, thấy không? Đó. Cũng tiếng máy rồi đó quý vị. Tiếng máy rồi đó, giỡn đâu. À, 10 giờ rồi. Không, tiếng máy rồi đó, mau công nhận thì mà công nhận nhìn xuống. Cái gì à? An lạc quá. À, không mà thiệt, nó cảm thấy nó ấm áp ngay vì mà cảm thấy giống như nó ấm áp làm sao? Tại vì cái buổi chia sẻ Phật pháp mình nó không có một cái gì đặt vấn đề nặng nề vậy, đúng không quý vị? Nó giống như là duỗi tay chứ không có nắm. Nắm là khổ nghe vị. Duỗi tay. Nội mà bị ngủ mà chân cẳng tay duỗi ra ngủ ngon. Công nhận không? Máu cũng dễ lưu thông. Còn mình ngủ mình ngầm quéo lại là mình biết con người này sao. Ngồi ngủ mà kiểu bây giờ mình là người niệm Phật tự tại mà nằm ngủ mà người ta thấy mình ngủ là nói trời trời, gì đâu mà niệm Phật tự tại ngủ ngộ thấy ghê. Không, cái mặt mình gì mà tự nhiên mình làm gì nhìn nó kỳ lắm quý vị. Đúng không? Mặt kỳ ghê đúng không quý vị? Nên bình thường thì có được đúng không? Hoặc là mình tức ai vậy? Kỳ không? Kỳ đúng không? Đó, mà mình bình thường nè. Được không? Coi được đúng không? Coi được. Đó. Chọn đi, chọn gương mặt đi. Chọn gương mặt để sống đi. Đừng có nha. Là tao tránh xa, hiểu không? Còn còn ớn hơn nữa, còn ghê hơn nữa, đúng không? Đó. Hiểu chưa? Bây giờ mình chọn một gương mặt sống đi. Mỗi ngày con, vợ, chồng gì nói không nghe thôi, buông xuống à, tha thứ hết. Mang tâm tha thứ mà sống đi. Đúng không quý vị? Cả đời mang tâm tha thứ mà sống đi. Cái câu hay để nhắc mình nghe quý vị. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên với kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Quên mất tiêu. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng không bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Sống yên vui giữa danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cái câu hay nhất là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy. Tại vì cái tâm mình nó loạn trong cái dòng đời, nhưng mà mình không bị nó thay đổi tâm tư của mình với ai, với đạo Phật. Nên muôn biến dạng hóa mà vẫn không thay đổi được là vì sao? Có điểm trụ. Điểm trụ đó là ai? Ai với đạo Phật đó. Ai với đạo Phật là điểm trụ. Nên muôn biến dạng hóa thay đổi trong dòng đời, nhưng chúng ta không bị nó thay đổi. Nên chúng ta luôn luôn chung thủy. Chung thủy với ai với đạo Phật. Nhưng mà chung thủy với ai với đạo Phật là đặc biệt lắm nghe. Đặc biệt lắm á. Quý vị mà chung thủy với ai với đạo Phật là quý vị sẽ chung thủy với tất cả con người trong cuộc đời này luôn. Chắc chắn 100% quý vị luôn.
Nó không có cái lý mà gọi là mình chung thủy với ai với đạo Phật mà lại thay lòng đổi dạ với con người trong cuộc đời. Vì là không có đúng rồi. Nên mình chung thủy với ai với đạo Phật là chữ giác ngộ. Mà đã là giác ngộ thì mình trung thành với con người chứ sao? Làm sao mình dám phản bội người khác? Người ta đến với mình nhiệt tình mà đố mình phản bội. Hoặc là mình sống hai mặt, lặt mặt, không đúng đâu quý vị à. Con người mà sống vậy là con người đâu có đúng, đâu có nhớ ai với đạo Phật. Người nhớ ai với đạo Phật không bao giờ lặt mặt. Lặt mặt là gì? Là chúng ta trở mặt như bàn tay. Vừa gặp nhau cười một cái, quay mặt. Lặt mặt đó chứ gì, đúng quý vị? Có không? Trong cuộc đời này nhiều không? Nhiều chứ. Quá nhiều à. Nhưng mà nhiều đó là tại người ta không hiểu, người ta làm chuyện đó. Cuối cùng cuộc đời cầm cái gì theo đâu mà làm gì làm chi? Đúng không? Xã giao vậy làm gì? Gặp nhau quay mặt là thấy không? Phải không? Trở mặt mau ghê luôn. Rồi chúng ta nên thật lòng đi quý vị. Nên sống làm sao mà lương tâm của mình nó thấy nhẹ nhàng, nó thoải mái nhất luôn. Không, chúng ta nên tập cái lối sống hướng thượng quý vị. Cái lối sống hướng thượng là chúng ta không nên buồn giận ai làm cái gì nữa. Vì trong cuộc đời này vô thường quá. Những đứa thấy mới đây mà những đứa đã 42 tuổi rồi. 42 tuổi là hơn nửa đời người còn gì. Cái năm những đứa xa gia đình là năm 17 tuổi rưỡi. Là bỏ nhà đi năm 17 tuổi rưỡi á. Xa gia đình đó quý vị đó. Thì coi mới đây 42 tuổi rồi còn gì. Cái thời gian mà tính ra con số đó nó cũng lâu ghê. Nhưng mà bây giờ nó đã đến con số đó còn gì. Vì thì chúng ta sẽ đi đến 60-70 tuổi bây giờ. Và chúng ta sẽ ra đi. Tại sao chúng ta không để lại một cái gì đó trong cuộc đời? Là ông đó, bà đó sống trong cuộc đời này, những ngày tháng sống rất là đặc biệt, rất là vui. Chúng ta vui đây là vì chúng ta hiểu cuộc đời. Chứ đâu phải là chúng ta mong cuộc đời đến với chúng ta như thế nào để vui. Chúng ta cầu đời đến với chúng ta để vui thì chúng ta sẽ khổ. Chúng ta hãy đến với cuộc đời bằng một cái tâm tư đặc biệt tốt đẹp thì ta sẽ vui. Đúng không quý vị? Nghe những cái chỗ này xong nó thấm tha, nó thấm thiết quá. Nên người ở xa, ngồi người ngồi xa nghe. Nghe có gì gì coi tivi. Không mà tội nghiệp ghê, có những người ở xa vậy. Người ta coi những đứa qua tivi không? Người ta đến đây người ta cũng muốn gặp những đứa. Mỗi khi nghe giảng xong những đứa sẹt sẹt đứa đi mất tiêu gì, gì vọng. Không thật lòng luôn, có nhiều người tội nghiệp lắm. À, tối có cái cô đó, cô gặp những đứa cô mừng mà tối tắm Phật xong những đứa sẹt đi về. Ở đâu bà sẹt cái bà gặp. Nói tự cô nghe thầy hồi đó giờ lâu quá trời lâu, cô cho con xin chụp với thầy bôi hình. Cái bà kia bà chụp hình bởi gung quá trời gung. Bà chụp kịch kịch kịch, bà chụp dính cái chân những đứa không. Gung quá trời gung, nó làm cầm máy phim gung gung gung. Không nhìn được cái hình ảnh trong máy phim chứ. Bà chụp toàn dính chân không, bà cứ nói chị chụp sao kỳ chị. Sao toàn chụp chân của thầy không hay. Nó trời trời sao gung quá trời gung rồi. Gặp thầy gung quá chụp không được. Cô nói cái gì đâu cô, mình sống nhau có gì đâu. Có gì đâu mà rung gì đâu, chị bình thường. Những đứa chị cũng giống hệt nhau không khác gì đâu. Thì sao mà chụp được. Cái gì mình thấy rõ ràng không? Không, cái tình người sống gì thấy ấm áp ghê. Là rõ ràng là mình đến với người mà đừng chi cầu từ người. Thật sự quý vị, chi cầu từ người sẽ là khổ. Cả vợ chồng con cái, nuôi người ta lớn cũng đừng chi cầu người ta nuôi mình. Chi cầu mà ta không nuôi mình thất vọng lắm. Đừng có chi cầu cái gì trong cuộc đời này hết. Chúng ta hãy sống dưới cuộc đời này bằng một cái tâm tư chân thật đi. Bằng cả trái tim. Đúng không? Ôi nghe gì mà biết nói ai nghe cũng thấy thích chứ. Tại vì sao mình sống bằng cả trái tim? Thì làm sao mà mình khổ gì đời này? Chúng ta khổ trong cuộc đời này là gì? Chúng ta có cái chi cầu. Chúng ta bỏ ra, chúng ta muốn lấy lại. Nên chúng ta lấy lại không được, chúng ta khổ đau. Đúng quý vị? Cuộc đời mình nó cho ra nhiều nhưng đừng nghĩ lấy lại bao nhiêu. Có là lấy không có là thôi. Nó không chi cầu mà có là lấy không có là thôi. Chứ không lẽ có không lấy. Có không lấy người ta nói mình phụ hoàng hay sao. Ví dụ mình cho ra tình thương mà người ta thương mình nhiều quá. Mình hãy tiếp nhận tình thương đó đi. Chứ dạy gì mình nói phụ hoàng. Không, tôi không cần tình thương đó đâu. Những tình thương nó hãy bỏ đi. Làm cho ta mất hứng. Vì công nhận không? Bây giờ mình thương người ta nhiều mà người ta không thương mình thì thôi. Mà nếu người ta thương mình thì mình hãy cảm thấy mình ấm áp. Tiếc không? Ai cũng lấy cái tư tưởng này mà sống đi. Ồ, cái buổi chia sẻ này sao mà nó an lạc. Nó nhẹ nhàng. Nó...
Những người ngồi ngoài sau mà những đức nói hồi nãy thấy có một cô ngủ gục mà bây giờ bà tỉnh veo luôn. Nghe một chút làm cho nó thấm mấy vị ơi. Nó thấm. Nhớ nghe, ở phía trước này mà nó chạy tới phía sau là phía sau nó thấm mạnh nhất. Chứ không phải giỡn đâu. Tại vì sao? Phía sau nó định. Ngồi tướng phía sau nó định sâu á. Bây giờ không biết ở phía trước này nó cự gì mà cự dữ, phía sau cự ít. Phía sau cự ít thì sức định sâu hơn. Phải không quý vị? Quý vị thấy ai định mà cự không? Người ta nhập định là đa phần là người ta đều. Là giống như người ta lọt vào tâm can đó hết chứ. Nên nó càng ngày càng sâu hết ngủ luôn. Còn mấy cô phía trước này tuy cừ nhiều mà sức định hơi kém. Nên nói cái là cừ, còn phía sau cừ nhẹ nhẹ là gì? Định sâu. Không 100% luôn, người nào mà có sức định sâu đó, người ta không có cừ ha ha như mình đâu quý vị. Mà người ta thường cười gì nè, quý vị nhìn các bậc thiền sư thì đa phần thấy không? Không có một vị thiền sư nào mà cười mà ha ha cười như mình, đúng không? Nên những cái người ngồi phía sau là sức định nó rất là sâu, nên họ chỉ mím mím cười, hoặc là mọi người cười họ cũng không muốn cười. Tại vì sao? Họ đang lắng động. Lắng và động. Lắng là đang tìm câu hay, động là đang giữ gìn cái hay, nên không có thời gian cười. Mình ở đâu mình tu được ở đó. Tại chùa thì tu được tại chùa, mà tại nhà thì tu được tại nhà, tại chợ thì tu được tại chợ, tại chỗ nào thì tôi được tại chỗ đó, hiểu không? Vậy thì trong cái cuộc đời này nó không có trở ngại. Còn nếu như chùa mới tu được mà bây giờ mình ở nhà mình thường xuyên mình tu cũng được mà thất bại. Từng vô chùa cho một hai lần đi, còn thời gian 5 ngày ở nhà mà tu cũng được là thất bại. Nên nói là cái thời khóa sáng tối là phải duy trì, phải giữ. Cô có nói rồi, thầy thì nhắc giùm. Thì nhắc giùm cái thờ khóa sáng tối. Con nghe thầy nhắc hoài vậy chứ con còn làm biếng á thầy. Những đức nói bà gán làm biếng đi. Làm biếng đi rồi mai mốt đầu trâu mặt ngựa nó tìm bà. Đúng không? Làm biếng. Cái việc tu là việc cho mình mà. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà đi làm biếng. Làm biếng là vừa tội. Làm biếng còn nó lớn. Hiểu không? Nên mỗi người mình phải siêng niệm Phật, siêng tu. Tu cho mình phải hiểu nguyên lý này. Dù cho bây giờ mình tạo tiền bạc của cả nhiều cỡ nào đi chăng, nhưng cuối cùng cái việc đó có giải quyết vấn đề sanh tử cho mình đâu. Những cái thứ đó có thở phụ mình hơn không? Không có thở phụ mình hơn thở nữa. Lúc còn sống thương quá trời thương, nói này nói kia nọ tùm lum. Nhưng mà khi mình hấp hối có ai thở phụ mình không? Giờ đừng nói hấp hối, khi mình bệnh nhức đầu rồi có ai chia nhức đầu phụ mình không? Khỏi nói nhức đầu, giờ nổi cái một u thôi, có chia giùm chút một u không? Có đâu. Thật sự mà nói, mình lam lũ, mình cực khổ, mình tìm kiếm của cải đem gì vậy chứ, khi mà cặn tử nghiệp là mình chịu, bệnh đau mình chịu, thở không nổi mình chịu, cái gì mình gặp phải là mình phải chịu hết chứ. Nếu mình không có một cái điểm nương tựa từ tâm linh thì mình thua. Mặt tâm linh đó là mình tu hành, mình niệm Phật, tin nhân quả. Cái này là điểm nương tựa bình an nhất của chúng ta nè. Chúng ta mà không gầy dựng chỗ này là kể như là cuộc đời chúng ta dại quá. Bây giờ nghe hoài gì mà còn dại nữa, thôi vừa tội. Nên tổ sư nói rằng lo rất nhiều việc không dính dáng đến mình. Lo rất nhiều việc không dính dáng đến mình. Mà thật sự bình tĩnh suy nghĩ đi quý vị. Tao ngồi gác chân lên chán suy nghĩ thử nghe. Phải rõ ràng không? Lo nhiều việc không dính dáng đến mình nghe. Khi cặn tử nghiệp có dính dáng mình đâu. Tổ sư nói rằng nhìn xung quanh không ai giúp được mình. Nhìn xung quanh không ai giúp được mình. Thử nghẹt thở thử đi.
Vì thí nghiệm thử, kêu người thân đứng xung quanh, con cháu đứng xung quanh, rồi mình nín thở, mình nghẹt họng thử, mình kêu ép ép, mình nói phụ phụ cái gì, cái đó là cái của mình sao mà phụ, có môi họng môi hầu gì cũng đâu có làm được đâu. Họ giỏi lắm, họ chạy lăng xăng kêu ba kêu mẹ, kêu anh kêu chị, kêu vậy thôi chứ có phụ được đâu. Cái việc này là cái việc của cá nhân mình, nên phải cẩn thận nha quý vị. Nó cỡ nào cỡ cũng phải lo cái việc giải thoát của mình là quan trọng. Ông đi về chùa nhắc hoài này quan trọng nha. Phàm phu mình nhắc hoài gì chứ quên á, y cục quên. Mà cái việc không dính dáng tới mình gì chứ thì nhớ nha. Cái việc không có dính dáng tới mình bao nhiêu thì nhớ, nhớ dữ lắm, nhớ kỹ nữa chứ. Mà không muốn nhớ nó cũng nhớ. Mà cái việc niệm Phật muốn nhớ nó lại không nhớ. Nếu như chúng ta niệm Phật mà chúng ta buông ra là nhớ, buông ra là nhớ, là mình về cực lạc mất tiêu rồi. Chứ mình không có ngồi ở đây đâu. Nhưng mà ngặt có một cái, niệm Phật cố gắng nhớ mà không nhớ. Thì có những cái rõ ràng không? Cố gắng phải gầy dựng đó. Thấy không? Tại mình yếu thì phải gầy dựng. Phải gầy dựng lâu dài. Thấy chưa? Chưa. Yếu mà còn bê tha. Yếu mà đặt ra gió. Hiểu không? Đó, nên mình mọi người nhắc nhở mình đi, siêng năng niệm Phật. Cái siêng năng niệm Phật là cái quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, nhớ nghe quý vị. Bây giờ mình gặp Phật Pháp, mình nhìn thấy bao nhiêu con người ra đi, từng đời người ra đi, người giàu, người nghèo ra đi, người đẹp, người xấu ra đi, mình nhìn hết trơn rồi. Hạng người nào cũng ra đi, mà con nít cũng ra đi nữa. Chứ đừng có nói chi là người lớn. Nói con nít cũng phải cần niệm Phật vì cái cõi vô thường mà. Cái cõi đã nói là vô thường thì bất tử là đi là đi. Nên chúng ta phải gầy dựng cái tâm tu. Nên hôm nay mình học tập là muốn vãng sanh cực lạc thì phải làm sao? Niệm Phật chứ làm sao? Học mấy cái đề học toàn là nhắc niệm Phật không? Niệm Phật chứ làm sao? Muốn vãng sanh gì cực lạc thì phải làm sao? Thì niệm Phật. Chứ không lẽ muốn vãng sanh gì cực lạc mà cứ nhớ nằm trên xuống dưới không? Sao vãng sanh? Muốn vãng sanh thì cực lạc thì phải nhớ ai với Đà Phật. Tại vì ai với Đà Phật ngày hứa, ngày rước mình. Mà cái quy định đó là nhớ Ngài, niệm Ngài, mong Ngài đến rước thì Ngài đến rước. Mình muốn vãng sanh thì cực lạc mà toàn là mình nhớ tiền, nhớ cái gì đâu không. Nhớ ngoài câu Phật hiệu không mà không có vãng sanh đâu. Quý vị có nhớ thiện, quý vị cũng không vãng sanh. Vì nhớ ai với Đà Phật thì Phật mới tiếp dẫn. Cái nguyện của Ngài là dùng danh hiệu để tiếp dẫn mà. Mà mình bây giờ là bèo quá, mình nhớ thiện cũng may mắn à. Nhớ ví dụ như chuyến này lễ 3 ngày, coi sắp xếp công việc để đi coi, cũng thiện đó quý vị. Rồi cái bà nhà kế bên, bà này không phải dễ rủ đi tu đâu, tìm cách nào để rủ và đi tu đi cũng là thiện đấy vị. Rồi cái chuyến này đi giống như từ thiện này kia đâu, coi chuyến này đi mình giống như đặt số máy pháp đem theo định kết duyên với cái làng quê đó, coi cũng là nhớ thiện rồi đó. Rồi nghe nói ngôi chùa kia xây nghe, cũng hỗ trợ xây chùa thiện đó. Rồi chủ nhật thứ bảy cho ngày này đi phóng sanh, sắp xếp làm sao rủ mấy chị em đưa lên chương trình để rủ nhiều người đi phóng sanh là thiện đó. Tất cả những điều này mình không có tổn hại người khác đều là thiện không à. Tất cả những cái này quý vị làm là để hiện cái tướng của người tu, mà ta nhìn người ta thích tu, thấy người tu sống thiện tâm, và từ cái tâm thiện đó mà giúp cho mình vui. Tại vì mình nếu mình nghĩ ác thì cái tâm mình sẽ nặng nề lắm, nên mình nghĩ thiện thì mình sẽ vui. Nên mình niệm Phật mình nghĩ thiện đó. Mà nếu cái thiện nó toàn bộ nghĩ thiện không mà không niệm Phật, không vãng sanh. Nó lạ là không vãng sanh. Nghĩ tất cả cái thiện đó, nó không vãng sanh. Mà cái vãng sanh là niệm ấy với Đà Phật. Nên nguyện thứ 18 đó là chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là ấy với Đà Phật. Rồi chí tâm tin ưa
là chí tâm một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tin ưa là càng niệm càng vui, càng thích niệm. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm một niệm đến 10 niệm, là một niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Từ một niệm được như vậy và cho đến 10 niệm thì Phật A Di Đà ngài đến tiếp dẫn. Mà cái người niệm Phật vậy đó là cái người sẽ làm thiện. Người niệm Phật là người làm thiện nghe, chắc chắn luôn. Cái người tu thì họ sẽ là thiện. Cái người mà cầu giải thoát họ sẽ là thiện 100% luôn. Cái người mà thật sự tu muốn cầu giải thoát họ sẽ thiện. Từ khi là cái người mà tu mà họ không làm thiện là họ không có cầu giải thoát. Nên họ mới hơn thua tranh đấu nha, vì họ đâu cầu giải thoát đâu. Còn cái người cầu giải thoát nhất định họ sẽ từ từ nhìn thấu. Dù ban đầu họ chưa nhìn thấu nhiều nhưng từ từ họ nhìn thấu. Vì họ muốn gì cực lạc. Và họ được nhắc cái vô thường sanh tử. Họ được nhắc nhở cái chuyện khi ra đi bất tử có cầm theo được gì đâu. Họ nghe viết thấm, mưa lâu thấm đắt, nhắc hoài viết thấm mình luôn. Rồi tự nhiên mình thấy hô, mình phải niệm Phật. Chứ cái chuyện mà của cải vật chất ở cõi đời này nó chỉ là phù du ảo ảnh tạm dùng. Chứ một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của ta? Nhắc mình hoài vậy nó thấm quý vị. Nó thấm rồi bắt đầu là nó nhìn thấu. Mà nhìn thấu rồi nó mới buông xuống. Nó nên mỗi một con người mình phải càng gầy dựng. Nên hôm nay những đức đọc ba hạng vãng sanh của chương 24 cho vị nghe nè. Đây là chương trong cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà văn tự rất dễ hiểu, gọi là văn tự Việt Nam của Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Cảnh phiên dịch. Những văn tự của ngài phiên dịch rất dễ hiểu luôn, vị nghe nè. Phật bảo A Nan, chư thiên loài người ở trong thế giới mười phương ức cõi, có nghĩa là quá nhiều, quá nhiều cõi Phật luôn, chư thiên và loài người trong thế giới mười phương ức cõi, chữ ức này nó nhiều quá. Nếu chí tâm nguyện sanh về cực lạc thì có ba bậc. Bậc thượng là người bỏ nhà lìa dục, làm bậc sa môn, phát tâm bồ đề, một lòng nghĩ nhớ Đức Phật Di Đà, tu tập công đức nguyện sanh nước đó. Những chúng sanh này đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Trong khoảng chốc lát, người đó theo Phật sanh về nước ấy, lại được hóa sanh trong ao bảy báo, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Do đó A Nan, nếu có chúng sanh muốn ngay đời này thấy Phật Di Đà thì nên phát tâm vô thượng bồ đề, lại nên chuyên nhớ về nước cực lạc, gom góp căn lành hồi hướng nước kia, sao sẽ thấy Phật sanh về nước đó, được quả bất thối cho đến quả Phật. Sa môn là xuất gia, người xuất gia. Quý vị để ý câu này nghe, làm bậc sa môn mà phải phát tâm bồ đề, một lòng nghĩ nhớ Phật Di Đà. Tại họ xuất gia rồi nên xả gia ly dục. Gia là của cải, xả đi cái của cải không dính mắc, không tham lam. Nhớ xả đây là chữ không tham lam, không tham lam của cải vật chất giữ gìn nặng nề. Ly dục là xa cái tâm tham nhiễm, thương ghét tham nhiễm chứ gì, phải không? Xả gia ly dục, họ làm bậc sa môn phát tâm bồ đề, một lòng nghĩ nhớ Đức Phật Di Đà. Cái bậc thượng này hơn bậc chung là gì sao vậy không? Xả gia ly dục đó, chỗ đó đó. Nên họ hơn đó, nó làm bậc thượng đó chứ. Rồi họ tu tạo tất cả công đức nha, phải quy về cực lạc hết. Cái điểm chính của họ là xả gia ly dục và làm bậc sa môn này. Họ phát tâm bồ đề niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc, họ giảng sanh là chắc chắn nha. Nhưng mà họ lại đủ nhân duyên, họ làm rất nhiều việc, việc thiện, việc tốt, việc lớn.
Ví dụ như giờ Nhân Đức làm người xuất gia đây, Nhân Đức chia sẻ Phật pháp cho vị nghe nè. Nhân Đức làm chương trình khiếm thị, làm bao nhiêu chương trình đó. Đó, rồi đem tất cả những việc làm đó không phải là giảng sanh, mà đem việc làm nó phải hướng về cực lạc hết. Tuy là cái công đức ở cực lạc Tây Phương là hoàn toàn viên mãn rồi, nhưng mà cái tâm mình phải như vậy đó. Đó. Nó giống như bây giờ Hòa Thượng mình ngày đủ phước đức, ngày có thể xây chùa được, nhưng cái tâm chúng ta phải có cái tâm hộ trì Tam Bảo cùng chúng ta Hòa Thượng xây chùa. Hiểu chưa? Phước đức dù là đầy đủ rồi, nhưng mà mình phải có cái tâm hộ trì, phải có cái tâm cảm ơn thì hộ trì. Nên mình đi về chùa, mình thấy Hòa Thượng xây chùa cho mình có chỗ ở tu, thì có ngôi chùa mới có độ sanh được. Nên từ nơi đó mình đi về chùa cái một chút, mình muốn cúng dường, mình bỏ thùng Tam Bảo đây nè, chỉ nha, thùng chế bên đó bỏ vô, hiểu không? Cái cơ hội của mình tu phước tu duyên. Thí dụ như bây giờ đi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày đi đến đâu đi, ngày đảnh lễ Phật ba lại. Trong cái ba lại đó là ngày cầu nào là duyên với chúng sanh ở nơi đó, duyên với vị trụ trì ở nơi đó, duyên với ngôi chùa ở nơi đó, và phát nguyện sau này có duyên đến nơi đó để giảng kinh thuyết pháp độ sanh nơi đó. Cuộc đời con người chúng ta mấy chục năm rồi chúng ta chết đi, rồi chúng ta sẽ thường nguyện trở lại cái nơi đó mình đã có nguyện rồi, nên mình đến nơi đó là ta tiếp mình liền. Ví dụ như Đức đã từng có cái nguyện ở đây rồi, nhưng Đức đến đây mới được ngồi đây. Không có cái duyên, không có cái nguyện ở đây, ngồi ở đây nó gãy ghế. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Mà những Đức không có cái nguyện cùng với quý vị ngồi ở đây, quý vị đố là ở đây ngồi, những Đức cũng đố đi đến đây giảng. Nên đã có cái nguyện mình mới đi đến đây. Vậy thì bây giờ mình đi được tới đây thì mình cúng dường Tam Bảo ở đây, là kết cái duyên, cái chánh điện vạn Phật. Thí dụ như một cái chánh điện này đâu phải nó chỉ là 50 năm rồi nó sập đổ mất tiêu, nó không phải, mà nó rất là lâu đời. Thì con người mình khi mà mình mất đi, mình tái sinh lại, có khi mình vẫn còn đi đến đây nữa, phải không? Chứ sao? Nên rất là nhiều con người chúng ta, quý vị, mình biết Phật pháp mình hiểu nè, có những nơi quý vị đi đến đó tự nhiên quý vị thấy trong lòng mình nói nè, ô sao nhìn cảnh này thấy như nao nao cõi lòng, thấy cảnh này sao nhớ, trong lòng nhớ nghĩ đã từng đến đây rồi, sao nhìn cảnh này nhớ người xưa quá. Nó làm sao á, tự nhiên mình đi đến cái nơi đó, tự nhiên mình thấy cái cảnh đó là mình nghĩ nó sao mà nó quen lạ lắm. Cái quen này là cái gì biết không? Mình đã từng ở đó rồi, nhưng khi mình nhập thai là mình mê. Mình uống thì mình chén cháo lú, nó quên mất tiêu cái đời trước của mình đã từng ở đây, thấy không? Mạnh bà bắt kêu là đây con, đưa cho chén cháo húp chục rồi quên mất tiêu. Nhưng mà trong cái tâm thức của mình đối với cái cảnh đó nó quá dày. Nếu như mà mình đến mà mình còn cảm thấy quen, là có nghĩa là cái cảnh đó đối với mình nó quá dày. Giống như hồi đó Nhân Đức mới đi tu lần đầu đến ngôi chùa, Nhân Đức nói vừa bước đến cái Nhân Đức nói, ủa sao mà cảm giác như đây nó quá gần gũi vậy ta. Mà quý vị cũng công nhận là có những nơi quý vị đến cái là quý vị thấy nó gần gũi lắm, đúng không? Đi gan luôn. Thì bây giờ quý vị được ngồi ở đây vì cảm thấy ấm áp mà. Bây giờ một chánh điện xung quanh toàn là Phật vàng, vàng thiệt. Và vàng là chúng ta thích lắm đó. Ai mà không thích vàng? Nhân Đức cũng thích. Hiểu chưa? Vạn Phật vàng thiệt luôn. Mà mình được ngồi xung quanh đây, tại sao? Lễ lọc Nhân Đức xin Hòa Thượng cho chúng ta được ngồi đây chia sẻ Phật pháp. Vì chúng ta được ngồi trong chánh điện vạn Phật, và tương lai mình về cực lạc mình thăng sắc vàng rồng, đúng không? Không, quý vị ơi, mình nói câu đơn giản nhất thôi. Có những người chúng ta trong cuộc đời này, như bản thân Nhân Đức đi, từ nhỏ tới lớn nghèo lắm, mình chưa bao giờ mình thấy được vàng nhiều gì đâu. Dù mà không phải của mình nhưng cho mình nhìn cái cũng được. Không, cái thật sự luôn quý vị. Thì biết không, Nhân Đức sống đơn giản lắm quý vị. Sống đơn giản, có những cái làm đơn giản lắm. Ví dụ như trong chùa mình có nhiều đứa nhỏ nhỏ vô chùa tu,
Nó chưa từng biết gì đâu quý vị, chưa từng biết vàng gì đâu. Lâu lâu có người ta cúng cái gì lạ lạ, vậy Đức đem Đức cho nó coi. Đức cho nó coi xong vậy Đức mới nói cho nó nghe vậy nè: con biết không, cái này thôi mà người ta giết nhau đó con, này thôi mà nó giết nhau, người ta giết nhau, người ta vì cái của cải này đó con, vì cái này thôi mà người ta làm bao nhiêu điều tội lỗi vì cái này đó con. Chứ không thôi nó đâu có biết cái gì đâu quý vị. Rồi nó rất dễ bị người ta dụ. Nên mình đưa cho nó coi, mình chỉ dạy nó, mình mới giảng thuyết cho nó nghe, nó mới hiểu. Trong chùa không biết gì đâu. Nên những đức sống nó đơn giản vậy thôi quý vị. Thí dụ như bây giờ nhà mình rất là giàu đi, mình có của cải này kia lạ lạ, anh chị em nhà nghèo quá đến, mình đừng có giấu. Này anh em phải gì, nhưng mà có khi mình hồi xưa dưới quê mình nghèo lắm anh, mình chưa bao giờ biết được cái những cái món đồ lạ lạ này đâu. Bây giờ em cũng có phước, có phần, có một chút nè, em đem ra cho anh coi. Nó gì gì cái đâu coi, tham lấy nó mất tiêu. Nhưng quý vị nhớ, con người mình mà gặp một con người mà mình sống mà mình có cái tâm gì, nội cái tâm gì thôi, mình đã có phước. Tại vì mình thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này mình xác thực một chút đi quý vị, xác thực một chút đi. Có những cái thật sự người ta không có biết, mà không phải là người ta không có cần, người ta không biết mà người ta muốn biết lắm, chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Chứ đừng có nói trong cuộc đời này nó không biết là nó gói gọn, không có đâu, khó gói gọn. Nên từ nơi đó mà mình được ngồi ở đây làm gì, được ngồi chia sẻ học pháp nó bình yên, nó không có chỗ che mưa che nắng gì mà giờ đang mưa lâm râm ở ngoài, rồi làm sao chúng ta ngồi đây. Nên từ nơi đó mà mình đi đến đây mình kết duyên. Bây giờ như Đức chia sẻ Phật pháp, như Đức nói rằng bây giờ mình đi đến đây được hòa thượng xây chùa chiền, mình được hướng dẫn Phật pháp. Bây giờ mình đi đến đây của ít lòng nhiều, chút mình cũng dường cho hòa thượng. Bây giờ tám mấy tuổi mà nãy như Đức qua đây, như Đức thấy chạy xe hòa thượng đi xe điện, có một thầy chở đi ra ngoài bảo tháp ngoài moi móng mấy ngày nay ngoài, mấy móng nhà các nhà vệ sinh nhiều quá, với dãy nhà, thêm dãy nhà, rồi thêm cái phòng hộ niệm, thêm phòng hộ niệm ngoài đó, là ngoài đó thành một cái đạo tràng quý vị, thành đạo tràng luôn rồi đó. Thì thật sự mà nói thì cúng dường vô đây cũng đưa cho hòa thượng trả tiền xây dựng chứ gì, nên khỏi cần gặp những đức đưa gì, cúng vô thùng tam bảo hết. Đó là những đức nói tùy tâm quý vị, chứ có kêu tên ai đâu, là chỉ điểm quý vị tu phước duyên á, hiểu không? Hòa thượng ngày xây cũng chỗ đó cho mình ngồi chứ đâu, sớm muộn mình cũng ngồi có duyên cho đó sớm muộn mình cũng ngồi à. Giờ quý vị thấy, quý vị đã từng gieo cái duyên, bây giờ quý vị ngồi rồi nè, ngồi ở đây rồi nè, là từng có cái duyên mới ngồi đây chứ, không có duyên đố mà ngồi được. Bị nhớ người ta cúng con cục gạch, người ta ngồi được 10 phút đã đi mất tiêu. Có những người người ta vô người ta ngồi có 10 phút người ta đi mất tiêu. Nó cúng được 10 cục gạch, nó ngồi được tiếng. Duyên nó dậy lên quý vị, duyên nó dậy lên. Nó chuyện giỡn ha. Cúng 100 cục gạch ở được mấy ngày, đúng không? Cứ vậy mà tăng lên. Còn cúng quá trời nhiều, đời sau làm sa môn, làm người xuất gia trong chùa luôn. Thấy không? Quý vị biết rằng cái câu chuyện của ngài Tiên Hóa mà, có một vị thiền sư ngồi thiền mà tự nhiên ông la lên quá trời. Ngài Tiên Hóa ngài bước vô, ngài nói rằng ông này đời trước là con trâu của trong chùa, con trâu cày ruộng đất trong chùa, vậy mà nó làm việc trong chùa quá trời luôn. Khi mà chết đi tái sinh làm người xuất gia trong chùa, khi ngồi thiền định cái cảnh của súc sanh nó nổi lên lại, ông la lên quá trời luôn. Thượng Tiên Hóa ngày nói rõ ràng gì, thấy không? Nó không chỉ mình là một con người là phước mình lớn lắm, mà mình mà kết duyên với cái ngôi tam bảo nơi nào thì duyên của mình ở ngôi tam bảo nhiều lắm. Nên mình mỗi lần mà đến ngôi tam bảo nào mình nên kết cái duyên với ngôi tam bảo đó, đánh lễ ba lại, cúng dường tam bảo bằng cái tâm cung kính. Trong một đời kiếp nào con tái sinh lại, con có duyên đi đến cái ngôi chùa này, con sẽ độ sanh ở nơi này. Đi đến nơi nào cũng có cái nguyện gì chứ nha. Nhờ mỗi người mình đi đến nơi nào mình cũng có cái nguyện gì, mình mà có cái nguyện gì thì mình đi đến nơi đó mình độ sanh được, mình độ sanh được. Mà cái tâm chân thật chân thành mình đi đến nơi đó mình ở lâu, còn cái tâm mình giả dối mình đến ở mau có kỳ mình đi mất tiêu. Có những người người ta bước vô chùa ở đâu có được đâu, người ta vô chùa người ta ở đâu có được đâu quý vị.
Mình ngồi mình im re gì, mình ngồi mình ngon lành, ngủ cũng ngồi đây luôn. Vậy mà mình không đi, vậy mà người ta là người ta ngồi chút nó đi đó, tin không? Duyên, ít duyên thì đi, mà duyên sâu thì ở. Quan trọng là cái duyên của mình gây dựng sâu hay cạn. Nên mình đi đến đây mà mình hòa thượng 80 mấy tuổi mà ngài còn làm việc như vậy. Đó là những bậc sa môn, thấy không? Mà chuyên nhớ Phật nghe, chuyên nhớ Phật, niệm Phật nghe, cái này quan trọng nè. Cái gốc chính dạng sanh về cực lạc là phải nhớ Phật, phát tâm Bồ Đề nhớ ai với đạo Phật cầu sanh cực lạc. Rõ ràng chưa? Nghĩa là cái người xuất gia làm việc đó là việc quan trọng nhất rồi đó. Nó nghĩa là mình hướng dẫn người tu rồi nè. Rồi tới bây giờ tới bậc thứ hai nè, bậc chung nè. Bậc chung tuy là không là sa môn, không phải sa môn nha, tu công đức lớn nhưng lại phát tâm vô thượng Bồ Đề, một lòng nhớ nghĩ A Di Đà Phật. Cũng là nhớ nghĩ A Di Đà Phật nữa. Bậc chung cũng phải nhớ A Di Đà Phật, nhưng tiếp tục nè. Tùy sức tu hành thành tụ công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng chùa tháp, tô đắp tôn tượng, cúng dường sa môn, thắp đèn treo phan, rải hoa đốt hương, đem công đức này hồi hướng nguyện sanh về cõi nước kia. Người này lâm chung sẽ được hóa thân Phật A Di Đà, đầy đủ tướng quý và muôn vẻ đẹp, sáng như Phật thật hiện ra trước mặt, cùng với đại chúng cung kính quay quanh tiếp dẫn người đó. Người đó tức thì theo hóa thân Phật mà được vãng sanh, chứng quả bất thối cho đến quả vị vô thượng Bồ Đề. Công đức trí huệ của những người này kém hơn bậc thượng. Đó. Quý vị đi về chùa phải không? Quý vị là có cơ hội luôn được đi về chùa đó, không? Không phải làm người xuất gia nhưng được đi về chùa tu tạo công đức, chỉ rõ ràng luôn. Không công nhận. Hòa thượng ngày phiên dịch văn tự dễ nghe dễ hiểu ghê. Người Việt Nam, tiếng Việt Nam. Thí dụ như nếu mà văn tự này mà chuyển qua Hán văn thì mình nghe không nổi. Mình không có khả năng giải thích. Như Đức đọc như Đức cũng ú luôn, không hiểu. Nhưng mà văn tự này đọc ra cái là hiểu liền. Đó thì quý vị dính Iran mình luôn. Quý vị được duyên về chùa đó là bậc chung á. Nhưng mà cũng phải nhớ ai với đạo Phật nha. Nhớ ai với đạo Phật. Nên trong cái đoạn kinh văn này nhiều việc mình làm dính hết trơn. Làm tượng Phật, đắp tượng Phật, hòa thượng đều dính hết trơn luôn. Bậc thượng hòa thượng cũng dính, bậc chung hòa thượng cũng dính luôn. Bậc thượng là ngài niệm Phật cầu sanh cực lạc, ngài tin Pháp Môn Tịnh Độ, ngài mới tạo điều kiện cho mình đi về đây niệm Phật nè. Phải không? Đó. Đó. Nên từ nơi đó mà có một cái anh chàng đã nói một câu: quê hương con muốn lập đạo tràng niệm Phật khó lắm thầy. Vì sao? Vì người ta không tin Tịnh Độ. Đó, thấy không? Nói câu vậy mình hiểu liền. Vì chúng ta nói quê hương tôi lập đạo tràng niệm Phật được lắm anh ơi. Nói sao? Vì có người tin Tịnh Độ. Nói câu trả lời lại câu quá dễ hiểu đúng không quý vị? Bây giờ quý vị được ngồi đây là nhờ ai? Nhờ hòa thượng tin Tịnh Độ. Phải không? Tin Tịnh Độ quý vị mới được ngồi đây. Rồi đệ tử hòa thượng lại tin Tịnh Độ, quý vị mới được nghe giảng. Giờ hòa thượng tin Tịnh Độ mà nếu đệ tử không có người giảng Tịnh Độ thì quý vị về đây nghe ai giảng? Chỉ có về mà không nghe giảng cũng không được. Về được rồi mà phải nghe giảng nữa thì mới hiểu. Đúng không? Cái này quan trọng mới nghe chứ không phải dễ đâu đó. À, thì mình thấy hòa thượng mình là thượng chung là có rồi đó nghe. Là có, quý vị cũng quý vị là có chung. Nhưng quý vị chưa phải là người xuất gia trong chùa, chưa xả gia ly dục. Nên từ nơi đó quý vị làm được bậc chung rồi đó. Thấy mình có cơ hội thấy chưa? Thấy bậc thượng có và là người xuất gia, bậc chung là có mình cư sĩ. Ngon à. Đó. Quý vị thấy cái pháp tu này không? Phật nêu lên quý vị thấy mình có phần hết trơn chưa? Đặc biệt một chút, còn những bậc đặc biệt nữa. Quý vị thấy quý vị dính sạch nhất. Không có ai chạy thoát cái lưới của ai với đạo Phật ấy. Chỉ có người này không vô thôi. Người không vô lưới này thôi, chứ thật sự thì ai cũng vô hết, dính hết trơn. Chỉ cần bước vào là Phật giết.
Nhận đặc biệt thiệt. Cái lưới của Ngài chắc chắn ghê. Vớt 10 phương khắp pháp giới mà không sót một người. Chỉ cả có một người không vô thôi. Không chịu chạy vô thì thôi, chứ chạy vô là Phật vớt một phát một. Mà năng lực của Ngài vớt cái gì Cực Lạc. Ngon ghê. Đó. Nên bà tượng Ngài xây chùa nè, tạo tượng nè, nè tạo tượng Ngài làm nè, Phật xung quanh đó. Nên từ nơi đó, thí dụ như cái tâm của mình, mình có một chút xíu thôi, mình bỏ vào giống như múc miếng nước của cái lu nước nhà mình, mình đem là biển, mình đổ vô nước biển. Tuy là cái nước mình múc có một can gáo chút xíu, nhưng khi mình đổ vô nước biển thì cái nước của cái gáo nước của chùa của nhà mình nó lại tản mát đều cùng biển cả. Cái tâm đó nó kinh lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. Nên mình đi về chùa mình hiểu được cái việc tu phước duyên. Có phước lắm mới hiểu được tu phước duyên, các quý vị. Chứ không có phước sao mà hiểu được tu phước duyên. Giống như hôm qua như Đức nói cái ông đó, thấy chưa? Ông lỡ ông nghe mình giảng xong ông muốn phát tâm, ông ăn chay niệm Phật, phát tâm ông tu. Ông tu rồi ông làm ăn được, ông lỡ ông cúng dường chùa, thấy chưa? Mà ông cúng dường tăng thêm phước báo nữa chứ, tiếp tục làm ăn nữa được nữa. Giỡn đâu. Ví dụ như mình bây giờ gặp ngay ngôi Tam Bảo mà ta làm nhiều việc phước thiện, thì mình làm ngay vào cái chỗ đó là nó phù hợp. Tại vì người ta đang làm, đang làm mà rõ ràng nuôi bao nhiêu con người đông ì ì, thấy rõ còn gì nữa. Không, xác thực quá mà. Đó, nên bậc chung là quý vị đã có phần. Nhưng cái phần vô cùng quan trọng là nhớ ai với Đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Cái chính là chỗ này nè. Cái chính là quý vị giảng sanh là nhớ ai với Đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Mà đã nhớ ai với Đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị mới làm thiện được. Đó. Từ bậc thượng, bậc trung, hai vị trí này đều nhớ ai với Đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc hết nghe. Nhưng nếu không nhớ ai với Đạo Phật, không nhớ Tây Phương Cực Lạc là không được giảng sanh đó. Đừng nói chuyện giỡn chứ, đừng nói thượng trung gì trong đây. Thượng trung mà không nhớ ai với Đạo Phật, không nhớ Tây Phương Cực Lạc là tiêu luôn, đừng nói, không có dính hạ luôn nữa. Tại vì không có nhớ ai với Đạo Phật, không nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì cái phước nó có lớn cỡ nào cũng xoay vòng trong lục đạo luân hồi, nó không thoát khỏi lục đạo. Tại vì cái phước nó đâu phải là bổn nguyện đâu, mà cái chuyện tiếp dẫn chúng sanh là bổn nguyện. Mà mình không nương vào bổn nguyện sao Phật tiếp dẫn, không nương vào bổn nguyện sao Phật tiếp dẫn mình đó. Nên mỗi người mình phải hiểu, nương vào bổn nguyện thì Phật mới tiếp dẫn. Mà cái người mà nương vào bổn nguyện, cái người này họ sẽ hết khổ. Cái người mà nương vào bổn nguyện họ sẽ hết khổ 100% luôn. Tại vì mình có điểm nương tựa bình an, quý vị. Mà một con người mà họ biết niệm Phật, họ cũng hiếu với cha mẹ họ nữa. Con người mà biết niệm Phật, họ sẽ hòa thuận với vợ chồng, anh em. Tại vì họ biết niệm Phật, họ muốn sanh Cực Lạc, nên họ hòa thuận. Có một câu rất là hay, quý vị. Đọc một đoạn, một vị tổ sư: đệ tử làm sai, đến sám hối với thầy. Vị thầy này nói rằng: ta không có một chút gì dặn học trò hết, riêng bản thân ta không có cái gì mà dặn học trò hết. Nhưng chỉ có một điều nói cho học trò nghe là: nhân quả con làm con chịu. Nghe câu này cái mình thấy đúng là cuộc đời tu của mình nó mở thông tâm trí luôn. Bây giờ đặt câu này vào mỗi một con người chúng ta đi, quý vị. Nếu như quý vị sống toàn là thương yêu con người không, thì mang tâm thương yêu con người không. Bây giờ như Đức hỏi quý vị dặn người ta làm cái gì, mà tại sao quý vị dặn người ta? Là do ái nhiễm mà dặn người ta. Chứ những Đức hỏi quý vị có đi dặn cái người ngoài đường mà thấy chạy xe qua lợn không? Vì đứng ngay chăng cái đường thấy xe chạy qua chạy lợn người ta quá trời, quý vị có dặn họ không? Tại vì sao? Vì không có nhớ mặt họ để dặn. Nhưng mà chúng ta là do cái mặt này với cái mặt này thăng quá mới dặn. Họ hiểu không? Hiểu chưa? Gọi là thương hẳn. Thương hẳn và dặn là do vì cái mặt thăng quá. Nên người ta nói câu là thương nhiều rồi ghét nhiều, có không? Thương nhiều ghét nhiều, thương nhiều hẳn nhiều, có không? À, vậy thì cái người nào mà hẳn mình nhiều là người đó thương mình nhiều. Họ thương mình quá.
Mà cái thương và cái hận nó là một nguyên lý. Để ý nè, thương cũng nhớ mà hận cũng nhớ. Nhưng mà hai điểm nhớ, nó là nhớ nhưng lại nhớ hận, nhớ thương, mà đều khổ hết trơn. Những đức hỏi quý vị, khi quý vị thương ai mà bị nhớ họ, bị không gặp họ, bị khổ không? Khổ. Vì hận ai bị có khổ không? Khổ luôn. Đúng rõ ràng, thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Hết thoát rồi. Cái cõi này chúng ta hết thoát nổi luôn rồi. Không chạy đường nào thoát nổi hết trơn. Vì thương cũng khổ mà hận cũng khổ. Thôi nhưng mà trước nhất chúng ta thương vẫn là ngon. Thương vẫn là ngon hơn. Hiểu không? Chứ ai dạy gì chọn hẳn làm gì. Thương chừng nào khổ thì khổ, nhưng trước nhất là thương vẫn là thấy dễ thương hơn. Thí dụ như mình thương chúng sanh không à, mà thương chúng sanh trong nhà Phật dạy, cái thương chúng sanh mà không dính mắc chúng sanh nghe quý vị, không có khổ. Thương là nhiệt tình, khoan dung và tha thứ, là tin sâu nhân quả rồi mới thương. Thì con người này thương không bao giờ khổ. Mà cái thương này nó tiến đi tới từ bi nghe quý vị. Cái thương trong nhà Phật dạy là tiến tới từ bi, là thương mà không dính mắc cái thương, nó tiến tới từ bi. Còn thương mà nó dính mắc cái tình thương là tiến tới khổ đau. Cái này quan trọng lắm nè. Nên mỗi một con người chúng ta xem cái tình thương của mình là cái tình thương như thế nào. Cái tình thương như thế nào à, quý vị thấy mình đi về chùa, dù một người trẻ tuổi đi chăng nữa mà bình tĩnh nghe đi, rồi nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề trong cái cuộc đời mình khi gặp phải luôn. Còn nếu như nghe mấy câu nó họ gì đâu không biết hiểu cái gì, là họ không đủ duyên rồi đó quý vị. Chứ nếu họ mà hiểu là họ nắm được những cái điều này, họ sẽ biết dùng tình thương như thế nào để tránh được rất nhiều thứ khổ đau trong cuộc đời. Tránh được rất nhiều thứ khổ đau trong cuộc đời này. Nên mỗi một con người chúng ta phải xem tình thương nào để dành đến với con người. Đặc biệt nhất quý vị ơi, mỗi một con người sống trong cuộc đời này, nhớ cái câu, tôi không có buồn trách gì mấy người, nhưng mấy người tạo nhân nào thì gánh quả nấy. Người thấy không? Hay ghê không? Cuối cùng mình không khéo mình đi nhào đầu vào để mình xen vào nhân quả của người ta, để rồi mình lãnh cái nghiệp luôn. Đó. Nên mỗi một con người chúng ta, thí dụ như người ta chuẩn bị quýnh lộn nha, mình lỡ mình nói hai anh chị đừng có đánh nhau. Đánh với nhau chi cho đầu nào cũng sưng, cũng bầm. Máu mẹ chảy tùm lum. Máu mẹ chảy tùm lum. Mất công lắm. Đừng có quýnh nhau. Nó nói không, tao phải quýnh. Mình nói tôi khuyên rồi, mà muốn đánh thì đánh đi. Thì cái chuyện này là nhân quả giữa hai người. Còn tôi đã khuyên rồi, còn muốn đánh thì cứ đánh. Chuyện này tôi không dính dáng. Hỏi lại, ủa chúng con đánh với nhau gì? Cha mẹ buồn khổ không? Mình nói thấy đánh nhau thì thấy tội nghiệp thôi, chứ tụi bay muốn đánh mà, chứ tao buồn khổ làm chi? Hiểu không? Tụi bay muốn đánh mà giờ tao khổ làm chi? Tự nhiên tụi bay đánh mà kêu tao khổ. Đã đánh rồi mà kêu tao đi khổ. Thôi tao khỏi khổ cái chuyện này đi. Ngày xưa là tao không hiểu nên tao khổ tào lao. Bây giờ tao hiểu rồi, khỏi khổ đi. Công nhận quý vị. Bây giờ thí dụ như đi, mình làm thầy, mình dạy học trò, mình dạy tỉ mỉ từng chút cho nó luôn. Mình dạy nó tốt hết trơn. Mà bây giờ nó lớn đầu rồi, bây giờ mình dạy nó đâu có nghe đâu. Bây giờ nó làm không phải, người ta bực mình. Thí dụ như những đứa gặp trường hợp gì, quý vị hỏi, thầy ơi, đệ tử của thầy dạy mà bây giờ nó hư quá trời hư. Rồi thầy thấy gì thầy khổ không thầy? Những đứa nói một câu, tội nghiệp cho nó, dạy nó mà nó không tốt, nó không muốn tốt. Còn hỏi tôi có khổ không? Thôi tôi khổ làm chi cho nó mệt thêm. Hiểu quý vị. Nên ví dụ như mình gặp trường hợp đó đi, hỏi mình nói dạy nó đàng hoàng hết trơn rồi, nhưng mà nó không nghe. Nó lớn mà, nó có quyền quyết định của nó, nó không chịu nghe. Nên từ nơi đó thì nó lỗi đạo, nó gán chịu. Còn mình đã làm hết trách nhiệm của mình, cảm thấy tâm tư thoải mái lắm, không có gì phải khổ. Ví dụ như mình làm con đi, mình ra đường mình hư,
người ta chửi dùng cái thứ mắc dạy. Mình khỏi cần nói dòng do mà nói một câu nè: có dạy mà ngặt không nghe. Nghe không? Mình nói mình trả lời là câu rất dễ thương nghe. Mình nói nè: ê ê ê ê, pha. Mày chửi tao thôi, chứ mày chửi mắc dạy là hơi sai. Tại vì cha mẹ tao không dạy tao, mày chửi gì thì tao thấy cũng đúng. Tại sanh tao ra mà không có dạy. Nhưng mà thật sự có dạy mày ơi, nhưng mà tao cứng đầu cứng cổ tao không nghe. Mày có chửi, mày chửi cái đầu tao á, chứ mày ra mày đừng có chửi mắc dạy. Tao là có dạy đó mày, nhưng mà do tao hư, chứ thật sự là có dạy. Nghe chưa? Công nhận không? Ví dụ như bây giờ mình làm thầy, mình dạy quá trời dạy luôn. Bây giờ quý vị biết những đứa không có dám xưng thầy quý vị, nhưng vì gì chùa những đứa dạy quý vị quá trời luôn, đúng không? Cái gì những đứa cũng nói chứ. Bây giờ quý vị đi về nhà hay quý vị đi đâu đi, ta nói đi chùa tối ngày, đi chùa lâu đó nghe ông thầy Đức ông nói chuyện tối ngày. Vì mà gì tôi nổi mà tôi gặp mấy người là tôi biết con thầy bà trợn dạy tàu lao bác xế không biết cái gì. Mình nói một câu: nói cho nghe này nè. Ồ, ông đó ông dạy dữ lắm, dạy kỹ kinh khủng luôn, dạy từng ly từ tí, gọi là đường hẻm cái gì ông cũng dạy hết. Nhưng mà do tôi không có hành trì. Nghe không? Thì tôi nói rõ ràng rồi, muốn chửi thì chửi đi, rồi chửi ông cũng được. Tại vì sao? Vì cái nhân quả ông đã từng chửi người ta, giờ người ta chửi không? Nhưng mà tôi nói rõ ràng rồi, ổng có dạy tôi thiệt mà tôi không có làm. Nên từ nơi đó sai là do tôi. Còn muốn chữ lan can thì cứ chữ, đó là nhân quả. Nhưng tôi nói rõ đó nghe. Chứ nếu tôi không nói thì giống như là mấy người không hiểu. Còn giờ tôi nói rồi mà vẫn chữ, vậy thì mấy người mang tội gán chịu. Chứ thật sự ổng có dạy tôi, đúng chưa? Con nhận quý vị, từng chút ta hướng dẫn hết chứ người còn gì. Ví dụ như đi về chùa, như Đức nói rằng ngồi trên ghế đá này kia, gặp quý thầy đi ngang dù cỡ nào cũng đứng lên chắp tay niệm một câu Phật hiệu, xá chào quý thầy đi ngang qua rồi mình ngồi xuống. Nhưng Đức có hướng dẫn kỹ hết trơn rồi còn gì nữa. Từ trong chùa, từ Phật tử, như Đức kỹ dạy kỹ quá trời. Đi về chùa ăn uống nơi nào, để trên nào, rồi rác để nơi nào, hộp cơm để nơi nào, trời ơi, ta chỉ kỹ từng chút hết trơn. Nhưng mà mình vẫn phải bị chữ. Tại vì sao? Vì trong cái lục đạo luân hồi mình đã từng gieo nhân, bây giờ mình gặt quả thôi chứ sao mình tranh. Tránh cũng không được nữa. Nên làm cha, làm mẹ, làm thầy gì cũng bị chữ hết chứ. Tại vì sao? Vì mình ở trong lục đạo luân hồi là quan gia thù nghiệp. Nó đã là thù nghiệp thì bây giờ cỡ nào mình chạy cũng không thoát hết chứ. Còn trong lục đạo luân hồi là còn quan gia thù nghiệp, nên nó bụp nhau tá lạ một bịch. Mình biết cái nguyên lý này rồi nên mình cố gắng niệm Phật. Ở đây chưa? Con nghe cũng tỉ tê ha. Thấy thích không? Đó, nên từ nơi đó họ nhận thức sâu sắc. Nên chúng ta khi nuôi con khôn lớn rồi, mình đừng có nói câu tao dạy mày hoài mà mày ra đường mày la tầm bậy tầm bạ, mắc mặt quá. Mình mà biết tu nói cha đừng mắc mặt chi. Cái mặt của con mắc thôi, mặt cha mắc làm gì. Cha dạy con kỹ quá trời luôn mà thầy con không nghe con lì. Thì có cái mặt của con thôi, không có dính cái mặt cha trong đây đâu, đúng quý vị? Nên mỗi một con người mình á, nhớ nghe quý vị, trong cuộc đời này mình dạy người ta khó lắm. Mình dạy người ta rất là khó. Mình lo người ta đầy đủ chứ mình dạy người ta cũng khó nữa. Đức Phật lúc ngày mà vừa nghỉ, ngày vừa thành Phật, ngày quán cơ, ngày nói rõ ràng thôi: cái chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này nè, kiên cường khó giáo quá, lì. Ngài nói lì mà, nó lì, nói nó không nghe. Nên ngài chuẩn bị đi nhập Niết Bàn rồi đó, nhưng mà chờ Phạm Thiên suốt thỉnh Đức Thế Tôn thương chúng sanh mà ở lại để tiếp tục giảng pháp, tâm chân thật nhiệt tình đó, ở lại giảng 49 năm. Thấy chưa? Ngài đã nói rồi, kiên cường là gan khó giáo hóa, biết khổ mà nhào đầu vào, đúng không? Bản thân mình là rõ ràng luôn đó, mình biết khổ nhưng mà mình phải, đúng không quý vị? Mình nhào vô mình không chịu buông ra, mà mình nhào vô mình khổ mình lại than, mà tự mình nhào vô mà mình đi than khổ, thấy không?
trong cái cuộc đời của người á, giàu rồi mà cũng không biết đủ để khổ hoài vậy đó. Mình nói sao không biết đủ đi chứ sung sướng này thì thôi chưa biết đủ. Thấy không? Có tiền nhiều cỡ nào cũng không biết đủ chứ thì khổ, thấy không? Nên mình học Phật quý vị nên phát cái tâm sống cho nó đặc biệt. Những đức nói mười mấy năm nay những đức học Phật, những đức thấy cũng vui quá trời. Mà cuộc sống mỗi ngày cũng ba bữa cơm mà mập nữa, mà lại làm được nhiều chuyện ý nghĩa nữa chứ. Thấy không? Đó. Nên những cô trưởng đoàn hay những vị rồi nè, cái đem Phật Pháp với thầy nó lợi ích mà. Thế vì thật sự mà nói bị nghe gì thấy cũng thoải mái cái tâm tư. Thoải mái cái tâm tư ha. Đó. Rồi hai bậc nghe, bậc thượng, bậc trung đều là phải nhớ Phật nghe. Pháp Bồ Đề Tâm nhớ Phật hết. Rồi việc thiện gì làm đó làm, nhưng phải hướng về cực lạc hết thì giảng sanh. Nhưng bậc trung thì Phật nêu rằng là không bằng bậc thượng. Thôi giảng sanh là được rồi, bằng bằng kệ. Còn về bậc hạ, giả như không làm các thứ công đức, đây là quá nghèo. Nghèo quá. Gặp pháp niệm Phật nhưng quá nghèo. Bậc hạ nè, không làm các thứ công đức mà lại phát tâm vô thượng bồ đề, một lòng nhớ nghĩ đến Phật Di Đà, vui vẻ tin đưa, không sanh nghi hoặc, thành tâm nguyện sanh về cõi nước đó. Khi những người này sắp phải mạng chung, mộng thấy Đức Phật cũng được vãng sanh, công đức trí huệ của những người này kém hơn bậc chung. Dụ như còn khỏe mạnh nhưng rất là nghèo, cơm ở nhà ăn còn không đủ lấy đâu đi làm thiện, nhưng lại phát tâm niệm Phật khi nghe người giảng tịnh độ. À, hay chưa? Phật à, lưới của Phật là rộng thiệt, công nhận đặc biệt ghê. Thượng được, chung được, có chứ người hạ mình vô luôn. Hạ thấy ngon. À, ví dụ vô chùa gì, có tiền xe đi đến đây thôi, hoặc là không có tiền xe có người bao luôn. Đi đến chùa tiền đâu cũng vừa. Bây giờ con đến đây chỉ có nghe Pháp rồi dùng cơm gạo tam bảo, con tu, con nghe Pháp, con niệm Phật. Con hỏi thầy có vốn đem gì không? Có. Nhớ nghe, đi đến chùa là bỏ công làm lờ. Bỏ công nghe Pháp, bỏ công niệm Phật, bỏ công sống tốt đẹp. Ở trong ngôi tam bảo một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. À, ngon chưa? Nên từ nơi đó mình đều có Phật hết trơn. Chứ đừng có nói đi đến chùa mà không có cúng dường gì hết trơn, rồi ăn thiếu nợ tam bảo rồi sợ chảy mất tiêu. Bậy quá, cái tâm của mình phải thiện chứ. Mình niệm Phật, mình nghe Pháp, mình ngồi mình nghiêm túc, mình nghe Pháp. Nếu không có vị ngồi lấy gì thuyết Pháp để cho nhiều người được nghe. Công nhận không? Cái công người ta ngồi đau chân mà. Cái công đó đó đau chân á. Đau chân á là có phước. Các vị nhớ nè, cái buổi này không phải là chỉ có số lượng người nghe không đâu nghe, mà rất đông người nghe. Những buổi giảng của mình bây giờ là đông lắm á. Riêng cái gian của mình và tất cả các gian bây giờ rất nhiều người ta chia sẻ ra, biết bao nhiêu chưa. Mà nhờ quý vị ngồi đau chân mà có buổi giảng này nè. Đó, cái công là ngay chỗ đó đó. Cái công là ngồi đau chân. Những đức nói thiệt, cái người ngủ gà ngủ gật cũng có phước. Vì cỡ nào cũng có họ ngồi. Nếu mà những người ngủ gà ngủ gật đi qua ngoài chân thì nó hở lũm lỗ tùm lum của cái chánh điện. Còn nhờ họ ngủ nhưng mà họ gục gục, nhưng mà thấy đầu cũng đều đen, thì từ nơi đó họ cũng có công. Thấy không? Mà ngủ thì công không bằng người thức. Thấy không? Cái công của người ngủ là cái công nhiệt tình. Tại vì sao ngủ mà vẫn ngồi đó là quá nhiệt tình. Chứ nếu như mà không nhiệt tình đi kiếp vô nào nằm ngủ. Còn cái này ngồi tại chỗ gục lên gục xuống mà vẫn ngồi đó. Cái công của họ là thấy họ mà tội nghiệp. Mà thấy họ tội nghiệp thì sanh thiện tâm. Mà sanh thiện tâm thì có phước đức. À, thấy chưa? Hay chưa? Nên cái người mà ngủ gục ngồi đây cũng ngon. Đừng có chạy ra ngoài nghe. Chạy ra ngoài ngồi ghế không bằng ngồi trong chánh điện. Ngồi trong chánh điện ngon hơn, thù thắng hơn. Thí dụ ngồi trong chánh điện ngủ gục, chúng ta bèo bèo cũng được 7 phần phước bích được phước đức. Còn chạy ra ghế mà ngồi là còn có 2 phần. Còn đi về phòng không có một chút nào luôn. Về phòng không có một chút nào luôn chứ sao.
Hiểu không? Đó, nên từ đó còn ví dụ như đây người ta đầy hết mà không có chỗ ngồi, người ta ngồi ghế bên ngoài mà ta lắng nghe cái công đức của cái người đó. Những đức nói nghe, cái công đức người đó phải nói rõ ràng hơn là nó hơn cái người ngồi trực diện luôn. Hơn quý vị, tại quý vị ngồi trực diện nên cái sự nghe quý vị nó tiện bề hơn. Nội mà sát bên mà nhìn thấy rõ, giảng rõ, nghe rõ là nó tỉnh hơn cái người ngồi xa đó. Mà cái người ta ngồi tuốt ở ngoài cánh gà mà người ta lú đầu vô, ta nhìn vô, người ta nghe. Quý vị biết là cái công đức của cái người đó nó lớn hơn mình ngồi trong đây á. Phải công nhận là tán thán người đó. Hiểu không? Còn tất cả những cái người ngồi tuốt phía sau kia mà ở xa vậy mà người ta vẫn là nghe, người ta vẫn là lắng tai, mở mắt rõ ràng, quan hỷ sanh tâm nghe, bảo đảm ở dưới đó hơn ở trên đây. Mình phải công nhận vậy quý vị. Mà mình công nhận là ở trên đây yếu hơn dưới đó. Thôi thì mình yếu mình đâu dám ra gió, mình lên. Mình lên đây mình ngồi. Không cứ vậy mà nghĩ đi quý vị. Phật pháp là nó từ tâm chân thật mà sanh ra. Cái tâm chân thật sanh cảm ứng nha quý vị. Tâm chân thật sanh cảm ứng. Vậy thấy không, bậc hạ là thấy mình ngon rồi. Vô mánh. Vậy đi đến đây mà nghe cái buổi giảng ngày hôm nay là thấy, ô, vậy là ai cũng có phần hết chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Tất cả những người ở đây sẽ về cực lạc hết. Về cực lạc hết. Nhưng nhớ cái chỗ này mà về cực lạc hết nè. Nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nghe. Thượng trung hạ gì cũng là Pháp Bồ Đề Tâm. Nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Điểm này là điểm cái mấu chốt chính nhất để Phật tiếp dẫn bằng danh hiệu của Ngài. Công nhận là hay thiệt. Quá hay. Vì công nhận không? Bởi vì sao mà bây giờ nhà Đức chia sẻ đó, nhà Đức cứ nhắc hoài cái chỗ nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc nghe. Rồi gầy dựng tín nguyện chứ bị hoài luôn đó. Phải gây dựng tín nguyện quay luôn. Bây giờ thí dụ như bây giờ đi, mình niệm Phật đi, có người cầm cái lữ lam đó, mình niệm Phật nhặn cái đầu mình xuống, nhặn cái đầu mình xuống, nó nói niệm cái nơi tôi cắt miệng mày. Mình làm gì nè. Sợ bị cắt miệng. Mình sợ bị cắt miệng nhưng mà mình vẫn là mình niệm Phật. Mình còn nhát cái việc, chứ không lẽ mình chịu mỏ nó cắt như sao. Mình giống như mình khích người ta mình không dám khích, làm cắt cái đứt cái mỏ. Xong mình vẫn niệm Phật, xong cầm lửa lam nó đi từng đoạn, xong nó đưa xuống ngay cần cổ mình niệm cái nữa cắt cổ mày đi. Trong lòng mình nói chết, ai cũng chết một lần, lần này là lần quyết định để giáng sanh luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy mà cắt không? Hồng nghe, không cắt đó. Có một câu chuyện nghe vị Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể. Cái người này là ăn trộm, nó vô nhà. Mà cái thằng ăn trộm này, quý vị biết rằng là nó vô nhà mấy lần, nó giết mấy người, nó lấy đồ. Mà nó vô nhà lần này, nó vô cái ngay cái nhà mà cái bà này biết niệm Phật. Mà khi mà nó lấy đồ định giết cái bà này, thì bà này và thấy thằng trộm định giết bà, mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó niệm bà niệm hoài vậy luôn. Vậy đó quý vị, mà nó buông cái dao xuống đi. Nghe không? Đơn giản, công đức niệm Phật không đơn giản đó quý vị. Quý vị nhớ ngày xưa như Đức từng kể câu chuyện không? Cái đứa bé nhỏ này, ba nó đánh nó suốt luôn. Ba nó đánh suốt. Xong nó đến chùa mà mình dạy nó niệm Phật. Xong bắt đầu là những đức chỉ nó về. Ba nó đánh nó hồi đó, ba nó đánh nó là nó khóc, nó la âm sùm. Những đức nói bây giờ con đừng có khóc nữa. Ba con đánh con đừng có khóc nữa. Con niệm Phật, con đừng có khóc. Con nhìn ba con niệm Phật. Vậy mà nó nhìn ba nó niệm Phật mà ba nó vừa giang cái tay nó chuẩn bị quýnh, nó không quýnh được luôn. Quý vị nhớ nghe, tuy là cái miệng của phàm phu niệm Phật, nhưng lúc quý vị niệm Phật, lúc quý vị niệm Phật á, là lúc đó, đó là cảm với bổn nguyện của Phật và tự tánh hiển lộ của Phật. Quý vị dám đánh Phật hả? Ôi, chuyện giận chơi, đúng không? Thì biết rằng Đại Lão Hòa Thượng Không ngày giảng ngày nói rằng ma có thể giả ra các vị Phật khác, nhưng riêng Phật A Di Đà không giả được. Vì đây là bổn tôn bổn nguyện tiếp dẫn. Còn những vị Phật khác không có cái nguyện tiếp dẫn này nên ma giả được.
Còn Ngài đã có cái nguyện là tiếp dẫn mà chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm ta sẽ tiếp dẫn. Tính nguyện là ta tiếp dẫn, từ nơi đó mình niệm danh hiệu Ngài, Ngài hứa tiếp dẫn, thì làm gì mà ai dám giả. Mà không có giả được Phật A Di Đà nghe. Nên mình niệm A Di Đà Phật, mình đừng có lo là cuối cuộc đời mình không biết mình có niệm Phật được không, hoặc là mình niệm biết có bị ma giả Phật khác không. Ma giả Phật A Di Đà không đâu, không có. Ma không có giả Phật A Di Đà được, giả Phật khác nhưng không giả Phật A Di Đà được. Giả Phật A Di Đà là thằng hộ pháp chừng trì không có đồng ý, tại vì đấy là bốn nguyện. Nó bốn nguyện sao mà giả được. Nên yên tâm đi, người niệm Phật cứ chân thật niệm Phật, cứ tin câu bổn nguyện này mà niệm chân thật niệm đi, không có giả được đâu, không có giả được đâu. Đó. Nên mình mà niệm Phật viết nghe nó chuyển hóa hay lắm đó. Ban đầu chồng không cho đi chùa, mà niệm Phật chân thật đi, dịu cái tâm, đừng có quán hận gì chứ. Vì mà từ từ cho đi chùa đó, cho đi đó, chứ không có chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Thôi chúc quý vị an lạc nha, ai với đâu vào. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nhà chúng ta về chùa trong dịp lễ Phật đản từ hôm qua bên chùa mới, hôm nay bên Đại Tùng Lâm Chánh Điện Vạn Phật, rồi ngày mai chúng ta được dự bên hộ pháp, nên chuyến đi quý vị 3 ngày xứng đáng dữ lắm, được biết 3 điểm chùa lớn tu tịnh độ. Cái công đức mình về đây niệm Phật, nghe pháp, phóng sanh cũng đi thực suốt 3 ngày, cái công đức này lớn dữ lắm. Mình có thể đem công đức này cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, hoặc là những người chúng ta lúc trước không hiểu, từng mang nghiệp phá thai, mình đem cái công đức này mình hồi hướng cho những thai nhi tội nghiệp các cháu, các cháu vất vơ vượng khổ, mình hồi hướng các cháu nhờ về đây mà các cháu được nghe pháp, khi được ở trong chùa được mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, rồi được cúng đi thực mỗi ngày luôn. Ví dụ như các cháu thai nhi bị nghiệp phá thai, hay những quán thân cháy chủ, hay người thân mình chết mà chưa siêu, mình thấy có được cúng bao nhiêu đâu. Nhưng mà ở trong chùa thì ngày nào cũng được cúng đi thực cho dùng, được niệm Phật hồi hướng, nên nương vào trong ngôi Tam Bảo thù thắng lắm. Chúng ta đem công đức tu 3 ngày này mình nguyện hồi hướng cầu an, nhớ ơn Hòa Thượng xây chùa, đem công đức hồi hướng cho Hòa Thượng, nguyện cầu Hòa Thượng có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Chúng ta nương vào cái đức của Hòa Thượng để mà hành đạo, và chúng ta đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc. Nhờ hưởng cái công đức này mà phát tâm biết tu hành, biết ăn chay niệm Phật, chuyển nghiệp chướng nên sống luôn luôn vui vẻ, cuối đời đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức, chết về những cái nghiệp uống thuốc sâu tự tử hay treo cổ tự tử, tóm lại là chết quan chết ức đều được thừa hưởng những công đức này. Và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, nguyện hưởng được những cái công đức này, thần thức tỉnh táo sáng suốt, biết nương về Tam Bảo, buông cái tâm hận thù đòi nợ, để hướng về Tam Bảo, nương vào bổ nguyện niệm Phật, để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kim tí như cung, tự thực biến thẩm phương, nhất tiết Phật tử cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tử giai công thành Phật đạo.
như đa ngô tình chung, ngã kim thí nhự cung, tự thực biến thập phương, những tiết ngộ tình cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhật tiệt, ngà đặng dự hữu tình, giai cộng thành Phật đạo. Như đang cô hồn chung, ngã kim thí nhự cung, tự thực biến thập phương, những tiết cô hồn cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn, giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã năng tam bà và việt nhật ra hồng, an ngã ngã năng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sát sanh tam bồ tát, nam mô sát sanh tam bồ tát, nam mô sát sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sát sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sát sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sát sanh tam bồ tát, nam mô sát sanh tam bồ tát, nam mô sát sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, danh vô vị ơi, thái nhi vị nghiệp phá tay ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, 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 Đà Phật A Di Đà Phật, 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 Đà Phật A Di Đà Phật, 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 Đà Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Vì về đây dự chương trình chùa mình được nghe pháp niệm Phật, cúng đức thực phóng sanh, công đức phóng sanh thù thắng lắm. Vì biết rằng mỗi một con người chúng ta đến cuộc đời, vì thấy rõ ràng như trong nhà mình thôi. Có những người vì thấy họ khỏe lắm, nhưng họ có những người họ bệnh hoạn. Có những người thì tính tình dễ, nhưng có những người thì săn hẳn lắm. Ví dụ như cái người mà thường sát sanh, ăn thịt chúng sanh nhiều đi, mà tạo cái nghiệp duyên này nặng, thì họ thường là bệnh hoạn và chết yểu. Đó là Phật dạy đó. Rồi tính tình săn hẳn cũng từ nơi cái nghiệp sát sanh mà ra. Còn người mà quý vị thấy họ dễ tính, vui vẻ, hoan hỷ, sức khỏe, tuổi thọ kéo dài, là từ nơi gieo cái nhân ăn chay phóng sanh. Nên những người mình mà lỡ ma bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia mà bác sĩ chạy, quý vị phát nguyện ăn chay trường đi, rồi niệm Phật chân thật đi. Trong chùa mình nhiều người lắm, nhưng Đức thấy rõ ràng có nhiều cụ già bà nói lúc trước ở nhà bệnh hoạn eo ọt hoài, sống khổ lắm, nhưng mà từ khi vô chùa mình cái là tự nhiên niệm Phật ăn chay là mấy bà cụ bà khỏe luôn, khỏe nhiều lắm. Trong chùa mình mà tính ra mà 1,000+ người, 800-900 người già, quý vị coi 3 điểm chùa mà mình gần gũi, mình lo, mình thấy rõ ràng.
Mà các cụ có uống thuốc gì đâu mà phải re. Ở nhà mình mà tại sao có một người mẹ, người cha mà thuốc men rề rề đi đâu cầm thuốc theo, mà bệnh bà rên còn hơn cái gì bà đâu có niệm Phật đâu. Bà nằm bà bệnh bà rên. Lạnh quá ơi. Thấy không? Bởi vì thấy trong chùa mình có bà già nào mà bà nằm bà rên gì đâu. Bà mà bệnh là bà nằm bà làm nè: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Mình mấy bà cụ mới khỏe đó. Nên quý vị về đây nghe những Đức nói gì, bệnh đừng có rên, niệm Phật đi, ăn chay đi, rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả lớn dữ lắm. Mà có người từ khi ăn chay niệm Phật là nó vui lắm nghe, vui mà nó dễ tính nữa. À, tập đi. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y để thả chim nè: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng quan hỷ vui vẻ vỗ tay niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, ai chúng ta muốn phóng sanh, mình bỏ tiền vô thùng này nè, hai thùng này nè, rồi xong rồi những Đức lấy tiền đó, những Đức mua chim phóng sanh để hồi hướng cho gia đình quý vị. A Di Đà Phật. À, chúng ta xuống chai đường dùng cơm quý vị. À, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.